Hello mọi người. Cái này không đẹp. Anh đang xem live chấm bài em với nhá. Cái hạ, giờ đợi em tí. Không ai dép nhà em, nhân viên về đấy chị ạ. Chắc lúc đấy nhân viên về rồi, chị đợi ngày mai nhá. Đợi ngày mai là sẽ có người dép tin nhắn, chị đợi giúp em nhá. Hoặc đặt trên live, mai nghe máy gọi điện cho đơn là nhanh nhất. Ô sao nó cứ lệch lệch nhỉ. Áo sơ mi trắng có chứ chị ơi. Áo dài tay đen đi. Đây các mã sau lưng em các chị ngắm đi. Nhiều, nhiều hàng đẹp lắm nhá chị ơi. Nhiều mẫu lắm các chị ơi, còn chưa đăng áo hồng mã gì, áo hồng nào chị nhỏ, áo hồng hoa, bông hoa kia. Cái đấy các chị áo bông hoa hồng cho em, giá xe 149 nhá, ngày trước 17 mấy đấy. Thật ra đề hàng em lấy ít hàng cuối vụ, người ta thanh lý nốt em ôm về em bán xe các chị đấy. Chị nào mình chưa mua được các chị tranh thủ mua nhá. Đây áo đang mặc ánh xinh lắm. Có mà cái tác cài em cài của gì nó lệch lệch. Áo đang mặc đây, ngày trước đây ạ, giá bao nhiêu nhỉ? Một bao nhiêu nhỉ, em quên rồi. Không biết là bao nhiêu nhưng mấy hôm nay còn có 129.000 thôi các chị này. Đấy, áo 2 dây tầng các chị, ghi áo 2 dây tầng cho em ngày trước như là 150 hay 160 ấy. Áo hồng nào nhở, mẫu sơ mi nhiều lắm chị ơi, sơ mi về rất là nhiều. Đây có mã sơ mi, đây cái mã sơ mi trơn này, cái mã mới em chưa like bao giờ đâu, sơ mi trơn mới về này. Nhà em bán hàng loại 1 nhá các chị, đừng so với cái hàng mấy chục nghìn ở bên ngoài, ta bán thật sự là nhận về chất không không giống đâu. Đây sơ mi trơn này các chị này. Đây là sơ mi có cả màu trắng, có đủ màu đấy. Đây là sơ mi mới này. Đây, sơ mi mới này các chị này. Rồi sơ mi gấp gấu nữa. Nhà em quay đi còn lại có vài mã này thôi. Đây, sơ mi gấp gấu nữa các chị này. Gấp gấu nó có nhiều màu lắm, tím, cam rồi các thứ. Nhưng mà nhiều màu lắm các chị. Rất là nhiều màu nhá. Áo bông hoa hồng, áo đấy đang sale 149.000 các chị. Cái áo hoa hồng số lượng khoảng tầm 20 chiếc các chị nhá. Áo này em số lượng khoảng tầm 20 chiếc, size S và size M. Em sale các chị 149.000 thôi các chị, báo bông hoa hồng. Đây là những, đây là những khách bây giờ bắt đầu mới đặt hàng là các chị còn chưa biết đến em đấy, chứ áo này em bán rất là nhiều rồi. Bán không biết là mấy trăm cái rồi, bán từ đợt mà tháng 30 tháng 4 một năm ấy, bán mấy tháng trước rồi ấy. Như đợt trước của nó giá là 180 cơ. Đợt trước giá nó cao hơn, bên ngoài bán 200 mấy đây, em sale các chị trên live áo này nhá, 149.000 các chị, in áo bông hoa hồng cho em nhá. Len tăm miu miu chưa? Len tăm miu miu mai về nhá. Đây em có con áo này về đây. Đợi tí quên rồi. Đây em quên lại đây, cái đống áo này mới về quên chưa bỏ ra. Đây em có con áo giọt lệ này, hôm trước bao nhiêu khách hỏi hôm nay mới về này, áo giọt lệ 99.000 nhá. Áo đen sun có rồi, từ các chị chia sẻ đầu like, các chị chia sẻ đẩy view cho em tầm 200 người đi các chị ơi. Áo tay dài đen, những mã hàng đắt đấy để giữa tầm giữa like, bắt đầu các chị vào đông đủ em mới bắt đầu lên. Áo sun đen nói chung là hàng mẫu mặc lại chụp thật rồi nên là em sẽ hạn chế thử chứ em không phải cái gì cũng thử đâu. Cái nào để cuối like em thử đó, hoặc là tầm giữa like nhá. Còn bây giờ em sẽ like lần lượt những cái mã em sale đầu like trước và những mã em sẵn hàng trước. Đây con áo giọt lệ các chị này. Áo hoa hồng em bảo không cần mặc đâu. Áo này các chị nào ngày trước đã mua với giá các chị biết rồi đấy. Em lên xem 149 thôi. Mày báo trên góc kia bao nhiêu, áo góc trên góc là áo nào chị nhỉ? Áo khoác kia là hàng 295. Ok, Trần Phượng rồi, các chị comment một lần là có đơn. Áo bông hoa hồng này, em mặc thử luôn áo hoa hồng nhá. À từ em giơ áo đang mặc đã. Áo xanh bẻ. Đây áo này 129.000 các chị, ghi cho em mã hàng là áo hở vai hai bên nhá. À gọi là gì nhỉ? Sơ mi em chả gọi thôi, cái này giống em mẫu này em có hai loại. Một cái các chị ghi là sơ mi hở vai hai bên. Sơ mi hở vai hai đi, tức là ý vắn tắt thôi, tức là nó hai bên nó khoét, hai bên nó hở, còn đây là sơ mi hở vai một nhá. Đấy các chị ghi cho em. Ok chị Tây mới chốt đi nhanh không? Nhiều lắm hôm nay tất cả những mã này mà thật các chị. Ngày trước ấy nó phải giá rất là cao, đây con áo này cũng thế này. Áo này em sale các chị là 100 sale trên live 115 này. Có một màu duy nhất thôi tại vì áo đấy là hàng sale rồi các chị ơi. Áo này một màu duy nhất.
áo đang mặc cũng là 129.000 các chị nghĩ là 2 dây tầng đi. Còn nhiều như Huyền Trang có những mã quần đấy thì chị không like đâu, mã đấy chị cắt mẫu rồi, có ai đặt thì chị lấy thêm thôi chứ không like. Đây cái này các chị ghi cho mạng, quên từ bật bật. Cái gì quên. Đang đọc phần mềm đọc comment, bây giờ đoạn này nó lại ẩn rồi này. Đợi em tí nhá. Áo đang mặc các chị chốt cho em, các chị ghi cho em là áo 2 dây tầng 129.000 nhá. 129.000 có size như thế là SM nhá, từ 40 đến khoảng tầm 60 cân, hai size SM. Các chị tranh thủ nhá. Rồi từ từ, tí nữa sẽ thử, bình tĩnh đợi em tí. Nó đang bị ẩn comment, mọi người cho em xin nút chia sẻ đi các chị. Nút chia sẻ, nút thả tim thả like cho em với. Mỗi người cho em nút thả tim thả like chấm bài. À quên, chia sẻ like cho em với các chị. Để nó không bị ẩn comment, đây để bắt đầu ẩn rồi này. Để em vào phần mềm đọc comment nữa. Cái gì nó cứ bay bay ấy nhỉ. Để em vào mình đọc comment, nó đang bị ẩn comment rồi. Cắt cái gấu. Ok, sơ mi hở hai vai. Sơ mi hở một vai hoặc sơ mi hở hai vai nhá. Nó rất là nhiều màu, 130.000 một áo. Thật các chị luôn, con áo. Các chị nhìn này, em bảo mọi người nhìn cái ảnh em đăng mẫu với ảnh em like có khác gì nhau không? Ảnh mẫu đừng à, ảnh mẫu người ta cài hết cúc vào. Còn ảnh này em chưa cài cúc thôi, các chị thấy có khác gì nhau không ạ? Nên là không cần em đợi em like, chị nào mà mình không có thời gian xem livestream cứ gọi là gì nhỉ? Inbox nhá. Inbox và page cho em lên đơn thôi, không cần đợi like đâu vì có những mẫu em không có like đâu ạ. Đợi em tí nữa ẩn comment rồi. Đọc cặp từ từ để em vào phần mềm đọc comment đã. Cứ đến đoạn này nó lại ẩn rồi. Lên số điện thoại em ơi, lên số. Ok, áo 2 dây mặc các chị ghi mã hàng là 2 dây tầng 129.000 SM. SM các chị mặc được hai kiểu nhá. Mặc ngang này anh xinh này. 2 dây tầng nó là chun mà. Áo hoa hồng này thì em sẽ mặc, các chị cứ từ từ chia sẻ like đi. Chia sẻ like hôm nay ai mua từ hai sản phẩm các chị share like em giảm các chị 10k ship nhá. Nhỏ quá. Ô thế à? Thế các chị nghe thì em nói gì không? Có chị bảo là nói nhỏ quá này, chứ em nói to lắm luôn rồi đấy. Hay là do mic nhỉ, hay do mạng nhỉ? Mọi người có thấy em nói gì không? Thôi chết rồi thì em lại nói nhỏ quá là nào. Em nói to lắm luôn rồi đấy. Đây, áo các chị ghi mã hàng 2 dây tầng cho em đi các chị. 2 dây tầng 149 nhỉ? 149. À quên 129 em nhầm. 129 nhá. 2 dây tầng size S và size M 129 để em từ em vào đọc comment đã. Áo hoa hồng từ từ, các chị không đặt nhanh là hết đây, em chỉ chốt cho đúng 20 chị thôi. Còn lăn tăn nữa là hết hàng. Em mặc lên đảm bảo là cháy hàng luôn, nhưng mà em chính vì nó là hàng số lượng à rồi ô to mà ok chị. Ok Huyền Trang nhá. Chính vì số lượng nó có hạn cho nên là em sẽ không có mặc những cái mẫu ít hàng đâu, em chỉ mặc những cái mẫu có nhiều hàng thôi. Đây các chị nhá. 129.000 2 dây tầng. Ok nghe bình thường, thế chắc là do chị ơi, chắc là do loa của chị ấy đấy. Chị bật loa to lên hộ em nhá, các chị vẫn nghe bình thường mà. Đấy ok, sơ mi hở hai vai đây, 2 dây tầng các chị ghi 129.000 có màu hồng này, màu cốm này, màu trắng với màu mặc là màu nâu, hai size SM 40 60 cân. Có size SM nhưng một màu duy nhất là màu hồng thôi ạ. Cái áo này của em một màu duy nhất là màu hồng thôi, các chị ghi mã hàng áo hoa hồng, em mặc thử con áo này nhá, nhưng mà chốt cho đúng 20 người thôi nhá. Ai chia sẻ thì em mới chốt, còn không chia sẻ, không thả tin thả like không chốt đâu. À Minh Châu thì chắc là do loa của chị kia rồi. Chị bảo là nói nhỏ quá. Phải chia sẻ like nhá, và các chị hôm nay ưu đãi mọi người là mua từ hai chiếc. Đấy, xe like này em giảm các chị 10k ship nên các chị phải mua từ hai chiếc và phải chia sẻ giúp em nhá. Nghe bình thường. Ok chị chắc là do máy chị ấy rồi, có size SM. Con này của em size S và size M tầm khoảng 62 cân. Tầm khoảng 62 cân. Ok Loan Mai áo 2 dây tầng các chị chốt đi. Áo đấy ngày trước giá cao lắm, không được giá xem rẻ như bây giờ đâu. Đấy nhá. Em treo đây, này rất là nhiều mã áo xinh. Ui. Rất là nhiều mà áo xinh mà giá sale cực kỳ rẻ luôn. Đây nhá các chị nhá, áo hoa hồng nó tặng kèm một cái áo 2 dây bên trong này. Đấy bên ngoài nhá. Nhưng các chị mà không sợ lộ mặc đi làm thoải mái cho em nhá. Nhớ chia sẻ like. Chị Thảo Nguyễn Nam xin số điện thoại. Chị ơi 129.000 một áo thôi, rất là rẻ. Đây cái quả nhất là quả áo này này. Quả áo này không nghĩ là rẻ mức thế luôn. 129.000 luôn này các chị này. Đấy áo sơ mi hở hai vai này các chị này. Các chị ghi là áo hoa hồng 149.000 con áo này cho em, 149 2 size SM 62 cân này các chị vừa nhá. Hai size SM đi hết rồi, lầm lỡ ơi. Hôm nay chị nào có đơn làm đơn mới thôi nhé, em đi hết hàng rồi nhá, không dồn được đâu ạ. Đây, nha các chị nhìn đẹp không ạ? Đấy, mặc này cho em nhá, xong các chị mặc sơ vi nóng thùng. Đáng ra cái này phải mặc sơ vi với là chân váy hoặc các chị mặc với là quần baggy nó mới đẹp chứ em. Trường hợp chị chưa, chị Thái Thu Huyền nhận được rồi, chị ơi đi đơn rồi nhá, đơn chị đi rồi. Đấy nhá, em đang tiện mặc cái quần này, em chỉ mặc các chị xem form thôi nhá. Đây áo này các chị ạ. 149.000 các chị ghi mã hàng là áo hoa hồng cho em 149, một màu duy nhất nhá. Từ từ áo hở hai vai đợi em một tí. Ok chị Trần Huyền My rồi này. Hai size SM nhá. Ô cái máy này. Nó làm sao vậy nhỉ? Hai size SM các chị ơi, 149.000 áo hoa hồng.
Cái áo này ngày trước là bên ngoài em thấy nhầm, người ta bán là 250 này. Đấy, cộng ship vào gần 300.000, có khách nhà em mua các chị bảo thế đấy. Đấy, hai bên này cổ bẻ nha mọi người nhá. Áo hoa hồng này. Rồi nha, em qua mẫu tiếp theo. Ok, hoa cun không có nhiều đâu. Áo kiểu đen kia như áo đấy thì tí em lên nha. Áo đấy đồng giá từ 250 đến khoảng tầm 270 các chị ạ. Rồi, áo hoa hồng S đặng không ngọt lên số điện thoại. Chị Hoa Cun lên số điện thoại. Ok, anh Hoàng hở một vai. Đây, hở một vai là mã này. Đây là mã hở một vai này. Áo này free size form khá là to nhá, tầm hơn 60 cân vẫn vừa. Đây là mã áo hở một vai. Và cái mã này là áo hở hai vai nhá. Đây em có hai loại là hở hai vai và hở một vai đấy các chị ơi. Đây là hở hai vai này, đủ màu nhá, hàng free size. Đủ màu là từ màu nâu, màu đen, màu trắng với cả màu cốm nhá. Nói chung là đẹp lắm các chị, tranh thủ mua đi. Rất là đẹp nhá, giá cả rất là phải chăng luôn rồi. Len cà vạt em còn một không. Áo sơ mi cà vạt. Ủa sao máy kiểu gì nhỉ? Sơ mi cà vạt em còn một cái đấy chị ơi. Nó cứ bị rung rung ấy nhỉ. Sơ mi cà vạt em còn một chiếc đấy các chị chốt đi. Ok chị Trần Thu Hằng rồi. Còn một chiếc đấy chị chốt đi. Khải chị ơi phải lên số điện thoại mới có đơn nhá. Phải lên số điện thoại mới có đơn. Nhà em chốt đơn, gọi điện chốt đơn nên là các chị không lên số điện thoại là không gọi điện được và không chốt đơn được đâu ạ. Nên là bắt buộc cái đầu tiên là phải lên số điện thoại, sau đó là các chị đặt mã, mã kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Các chị lấy mã gì ghi là mã kèm màu kèm số. Nếu mà đã cho số một lần rồi những đơn sau chỉ cần ghi là dồn đơn là được nhá. Hai dây đen mặc là áo hai dây chị ơi, hai dây tăm nhá. Bao nhiêu nhỉ? 40.000 một dây chị ơi. Quần zig zag còn, chị Mi Diễm, chị inbox pet đi nhà em, nhân viên Mai dép tin nhắn. Ok, áo hở hai vai có luôn, đợi em tí đây. Áo hoa hồng một người chốt đi này. Mang nhiều mẫu đẹp lắm mà. Nó làm sao ấy nhỉ? Từ từ đợi em xíu nào. Sao từ nãy giờ nó cứ đứng hình này nhỉ? Len cổ sơ mi đăng ảnh nhá. Hôm nay em like cái gì các chị chốt ở đấy. Ok Lâm Oanh nhá. Áo cà vạt là áo này hôm qua em shop một chiếc có một chị em nói cân nặng là tầm khoảng dưới 62 cân nhưng mà chị 70 cân chị vẫn đặt, thế cùng em lại báo hết hàng, những chị sau mà báo hết hàng còn một cái duy nhất thôi nhá, con này tầm dưới 62 cân thôi các chị nhá. Qua mẫu tiếp theo nhá. Rồi em qua mẫu tiếp theo thôi, la nhanh như thế này nhiều mẫu quá. Áo sọc tay dài á. À đấy là áo len silin chị ơi, len silin đấy của em giá là 119. Áo hoa hồng ok Nguyễn Quỳnh. Áo nhung cổ bèo trắng em không like, áo nhung không like luôn, áo nhung nhà em chỉ đặt order thôi. Ok, hai vai đen chị Anh Hoàng nhá. Đây. Áo này là áo hai dây tầng các chị chốt cho em này. Đây, đủ nhiều lắm. Bên lên mã kia nhá. Đây, con áo này nữa này. Áo giọt lệ này. Áo giọt lệ 99.000 thôi này. Nhiều mã lắm các chị, mình chia sẻ tương tác cho em với, đẩy view cho em 200 người thì hôm nay tương tác kém đấy nhỉ. Áo vàng bên dưới đi. Áo vàng bên dưới là áo này mặc rồi đây, mặc hồn. Đây lên con áo này nhá. Đây hai vai ồ quên. Đây quả áo này nữa này. Đẹp lắm các chị ơi. Đấy, 119.000 nhá. Hôm nay em báo 135 nhưng hôm nay kiếm được mối rẻ hơn rồi. Không 119 thì đúng nhỉ. Thôi rồi, 119 được. Thế các chị ghi mã này, các chị ghi là áo len len khuy đồng tay dài 119 nhá, còn tay cộc riêng cái mã tay cộc hôm nay. Đây bây giờ hạ nhiệt rồi mà, bây giờ giá nó rẻ hơn trước nhiều. Đây tay cộc. Nó bây giờ nó chỉ còn giá có 105.000 thôi nha các chị, tay cộc bây giờ 105. 105, còn tay dài thì là 119 nha các chị nhá. Ok lên số Miu Miu chưa chị ơi? Miu Miu đặt đi, Miu Miu y ảnh, ảnh chụp thật, em cam kết 100% ảnh chụp thật. Nhá, ảnh trải sàn ý. Nên là các chị đừng có đợi em like làm gì, em nhiều khi em like theo ca nên là hôm nay ca này không có like. Áo hồng lên số chị ơi, áo giọt lệ bảng màu nhá, quần đang mặc phải chăng? Quần đang mặc của em là quần loe chân ren, à quên, quần tắc ta chân ren có hai màu là màu trắng màu đen. Đây nha các chị nhá. Mà hàng của em các chị lưu ý là hàng hai lớp nha mọi người. Nhìn hộ em này, hàng hai lớp. Cái phần ren này là cái quần riêng chứ không phải nó may vào cái gấu đâu. Hàng một hàng loại 2 nó chỉ có một lớp và nó may liền. Còn hàng hai lớp của em nó là một cái quần rời luôn. Nên các chị nhìn 160.000 quần loe chân ren nha mọi người. Nhiều lắm. Từ từ để em từ từ các chị cho em xin 1 phút để em từ từ em xem like bình tĩnh, like lần lượt nhá, không gây loạn hết cả lên. Để em like bình tĩnh lần lượt, các chị cứ chia sẻ cho em đi. Chia sẻ like giảm phí ship đây nhá. Đấy, quần loe chân ren đây, và lên một cái mã tiếp theo, lên lần lượt nhá. Lên con áo này, áo sơ mi hở hai vai đây. Con áo này 129.000, 4 màu các chị nhá. Áo này của em là dưới 60 cân vừa thì cái chất thun này nó cũng khá là giãn. Đấy, cái phần sơ mi nó cũng là tay nó cũng rộng ấy. Đây cái phần sơ mi này tay nó cũng rộng, nó cũng bồng bềnh, nó không phải là quá là bó đây nhá. Tay nó kiểu cũng rộng rãi thoải mái. Đấy các chị từ 40 cân đến 60 cân chốt đơn. Tác ta ba cúc á. Không nhớ luôn, đợt này em lú lắm, không biết là do hậu Covid như nào em lú, không nhớ gì luôn ý. Quần trắng các chị ghi là quần tắc ta chân ren nhá, 160SML, hàng chuẩn loại 1 nha các chị nhá. Hàng hot girl bán là toàn hơn 200 đấy, hàng em hàng loại 1 đấy, hàng 2 lớp nha mọi người. Áo dưới áo hoa hồng đi. Ok, áo đấy mới về 149, nói chung là nhiều hàng đẹp lắm nhưng mà
có lỗi là đổi lại các chị là phải có tương tác với em mới bán rẻ được. Đây các chị nhá, cài cúc vào cũng được và không cài cúc được. Đây nhá, mặc như này cho em. Nếu mà các chị mặc đẹp mặc sơ-vin, được chưa? Mặc sơ-vin cho em. Linh Khánh lên số điện thoại chưa ơi, áo hồng mặc rồi đấy. Có gì cứ đặt đi một tí nữa xem lại livestream của chị đây nhá. Đấy, dây chuyền có bán luôn, dây chuyền đồng giá 49.000, hôm nay dây em về nhiều mẫu dây đẹp lắm. Đây nhá. Sơ mi hở vai hai bên đây ạ, 129.000 các chị nhá. Màu em mặc các chị nghĩ là màu, màu em mặc các chị nghĩ là màu gì nhỉ? Đùa chán em không biết được từ này sao ấy. Màu mặc là màu màu cốm nha các chị nhá. Đây là màu nâu. Đây là màu nâu này. Đây có cả ô chị chết rồi. Đẹp quá này, sơ mi này các chị này. Đẹp không này mà quên không, không có chỗ nào để mà dơ để mà treo trưng bày cơ. Đây nhá, màu này là màu 129.000, chị áp dụng trước chia sẻ thôi. Nha các chị tranh thủ nhá. Đây em tìm hai màu còn lại đây. Ba màu sơ mi hở hai vai cho em nhá. Hở hai vai 129, nội phạm lên số ạ. Được Trần Thu Hằng cứ lên số điện thoại hết đi các chị, đặt hàng lên số cho em. Len tay dài, từ len tay dài hôm nay rẻ lắm, nó chỉ tầm 100-120 thôi. Nói chung là rẻ lắm các chị, chia sẻ thả tim thả like cho em đi. Cho nút thả tim thả like để xem là đâu bị ẩn nào. Không có tương tác nó bị ẩn nhiều lắm. Áo xanh cốm trên áo nâu. Áo đấy là áo khuy đồng dài tay 119.000. Đây nhá, bắt đầu nhá, từ cho em xin từ từ bình tĩnh để like lần lượt nhá. Áo đang mặc các chị ghi là sơ mi hở hai vai, sơ mi hở hai vai nhá. Màu cốm này. À đâu cái này một vai rồi. Màu cốm nhá các chị nhá. Màu cốm màu đen này. Đấy, màu trắng với cả màu nâu, giá 129.000. Cân nặng free size 40 cân đến khoảng tầm 60 cân, bởi vì cái chất thun này là thun co giãn rất là nhiều. Cái phần sơ mi này nó cũng là dạng kiểu cánh rơi nên là nó bồng bồng, nó cũng khá là rộng nên là không ảnh hưởng, bắp tay to bắp tay nhỏ không ảnh hưởng nhá. Đây màu ấy mà các chị ghi là màu cốm cho em này. 129.000 màu cốm nhá, màu đen này, màu trắng với cả màu nâu. Em sẽ mặc hai màu là màu cốm với cả màu màu nâu trước, còn màu trắng đen là hai cái tông màu cơ bản rồi em sẽ không mặc nữa vì hai màu này nó cũng hơi gọi là khó ấy. Ok, quý chip nhá. Miu Miu ở 99.000 chị ơi. Đặt đi hàng em đăng ảnh riêng gọi là Miu, em khẳng định các chị là ảnh chụp thật 100% nhá. Nhận hàng mà không giống các chị cứ giả lại hàng cho em, ảnh mà có chữ VT ấy, đấy là ảnh chụp thật đấy chứ không phải ảnh hot girl đâu. Ok, Tâm Tiến Tài rồi chị Phạm Thùy Tiên, em xin số điện em quên chốt đơn. Lợi Phạm chốt đơn thôi, không cài hết cúc đâu. Thứ nhất là cái móng tay em nó dài, nó cài nó không nó hơi lâu mất thời gian. Thứ hai là cài vào nó không đẹp nên là em cứ mặc bình thường các chị nhìn này. Đây nhá, đường viền này, đẹp không? 129.000 con áo này. Chốt đơn nhanh nhá, số lượng không có nhiều các chị. Đấy, rồi tiếp này, màu nâu, mặc lốt màu nâu xong lên con hở một bên nhá. Phải chia sẻ like và phải có tương tác em mới bán giá này các chị, bởi vì bán rất là rẻ rồi. Thoa Vũ em xin số điện thoại, em chỉ cần sự tương tác các chị thôi. Một nút chia sẻ, một nút thả tim thả like cho em. Để nó thứ nhất là không bị ẩn comment, thứ hai là mình có tương tác để mua được hàng giá sale. Cứ chia sẻ like là em sẽ giảm giá các chị. Hôm nay chị đã mua từ hai sản phẩm nhá, mà chia sẻ like em giảm các chị 10k ship nhá. Đã rẻ rồi, xong này còn rẻ hơn. Tại vì bây giờ nó hơi mất tương tác nên em muốn lấy lại tương tác thôi. Thoa Vũ lên em xin số điện thoại. Lên tất cả đặt hàng lên em xin số điện thoại nhá. Đây này, móng tay em nó dài lắm, cài cúc vào nó lâu lắm. Em chỉ cài một cúc thôi. Đấy còn không các chị mình thích cài hết cúc các chị cài thôi, chả cài đâu. Đây để này thôi. Nhá, đây là màu nâu này, đẹp lắm. Em bảo chị màu nào cũng đẹp, màu cốm là trắng da, màu nâu mặc nó tây. Đấy, màu đen thì mặc nó gọn người, màu trắng thì nhìn nó trẻ. Nói chung là mỗi màu có một cái ưu điểm riêng nhá. Nên các chị thích màu nào thì chốt thôi. Đây thả ra rộng rãi thoải mái như này. Chất thun co giãn nhá mọi người nhá. 119.000. À quên, 129.000. Đấy các chị chốt cho em, các chị ghi là sơ mi hở hai vai đi ạ. Sơ mi hở hai vai đẹp lắm. 129.000. Ok, Hà Thúy Linh chốt đơn inbox được, nhưng inbox thì nó sẽ hơi lâu, tức là bạn cho lên số điện thoại. Xong mai nhân viên gọi bạn nào vào tin nhắn chốt đơn cho chị. Thế bên em sẽ vào trực tiếp luôn, chứ còn nếu mà chốt thứ tự thì nó nhiều lắm. Đấy, ok, Thoa Vũ, Linh Loan, ok chị rồi nhá. Tiếp mã tiếp theo chị lấy mã này các chị lên đơn đi, màu đen, màu trắng này. Màu đen, màu trắng, màu nâu với màu cốm nhá. Đây. Ôi, đây các chị ơi. Được chưa? Nhìn kỹ cho em này, chất cực kỳ đẹp luôn. Ôi này sao nhỉ? Đây các chị nhá, 129.000, quần mặc là 160. Ok chị nhá, chị Đặng không gọi em chốt đơn rồi nhá. Quần đang mặc các chị ghi là quần tác ta chân gen, hàng hai lớp loại 1-160 nhá, hai lớp loại 1-160, size SML. Rồi qua mẫu tiếp theo này. Ok chị màu nâu, sơ mi hở hai vai. Để Thắng Phương chốt đơn, hàng này hàng free size chất thun. Đây các chị từ 40 cân đến khoảng tầm 60 cân là các chị sẽ vừa, không quan trọng là gầy hay béo đâu, mặc lên nó như nhau hết, nó che khuyết điểm hết. Gầy béo không mà lộ luôn nhá, tại vì nó cái phần bèo nó bồng bềnh như này nó che hết rồi. Nó che hết cái dáng người của mình rồi các chị nhá. Đẹp lắm, 129.000. Xoắn ngực chất nhũ như này luôn, chất nhũ như này luôn bạn ơi, có ảnh chụp thật đấy. Ok anh hai chốt đơn rồi, các chị đặt hàng lên số điện thoại, em lên một cái mã nữa nhá. Lên các chị còn hở một vai nhá, hở vai một bên nhá. Hở hai vai, hở một vai đúng không? Đâu nhỉ? Ui nhiều lắm, nhiều hàng quá mà không biết bắt đầu từ đâu.
hở một vai đâu nhỉ? Đây hở hai vai này. À đây hở. Hở đâu không phải, hở một vai cơ. Đâu nhỉ? À đây 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 đây. Đây hở một vai đấy các chị ơi. Đây con này là con sơ mi hở một vai, cũng là 129.000 luôn các chị nhá. Em sẽ mặc cảm ơn chị Mưa Thủy Tinh, yên tâm các chị mua hàng cưới đi. Chưa bao giờ gì đây. Gọi chốt hàng. Ui rồi nhà em gọi còn gọi đi gọi lại mấy lần đấy chị xem. Không 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 bao giờ dặm nhá. Thủy chip cho bạn mặc thử luôn. Không hề dặm luôn. Xét kẻ ô xanh đỏ trên cùng bao nhiêu? À đấy là không phải xét, đấy là ấy là áo khoác chị ơi. Áo đấy của em giá là áo đấy của em giá bao nhiêu nhỉ? Giá là 290 chị ạ. Áo đấy nó là hàng siêu cấp chị nhá. Đây, đây là sơ mi hở một vai nhá. Cái này các chị lên mặc cho em với cả chân váy hoặc mặc với cả quần. Đấy nó bẻ này này. Thiết kế nhìn nó lạ lạ đấy. 129.000 đây là sơ mi hở một vai cho em. Ok rồi chị ơi, hở hai vai 129.000 một áo nhá. Cái đấy là áo khoác chị ơi, đấy là áo khoác đây này. Em gọi hình candy rồi hình UC cơ. Áo này hàng siêu cấp chị ơi, áo này là 290. Em bán ở shop thôi nhưng mà em cứ bán tập em cũng bán ở trên trên page luôn để các chị mình có nhu cầu mua các chị mua. Đây, con này của em là hở hở một vai nhá. Đây các chị nhìn kỹ cái tóc em nó che. Đấy, hở một vai đấy nhá. Một bên này là túi này. Một bên là sơ mi túi, một bên đấy. Đấy cái cổ này nó bẻ ra như này. Nói chung là nhìn cái áo này nó lạ lạ, kiểu như các chị mặc một cái áo ba lỗ bên trong xong mình mặc trễ ra ấy. Nó tạo kiểu hiệu ứng đánh lừa thị giác ấy các chị nhá. Đây. Ba màu. Hở hai vai, hở một vai nhá các chị nhá. Đây là ba màu đây, màu đen nhá. Đặc biệt mặc quần bò rất là đẹp nhá các chị, 129.000 thôi. 40 60 cân. Ok, Linh Khánh áo hồng bông hoa mặc rồi. 149.000 các chị đặt nhanh hết hàng đấy ạ. Đây là màu đen này các chị này. Đây là màu nâu này. Đây là màu trắng này. Đấy, em mặc là màu cốm các chị, là sơ mi hở một vai nhá. Đẹp lắm các chị, chốt đi màu nâu này. Mặc quần bò rất là xinh, áo khoác không có đen, nó chỉ có màu hình candy. Hình candy, hình Gucci. Hình Gucci với cả hình nhiều màu. Chết rồi. Gucci nâu với cả Gucci nhiều màu ấy chị. Đấy là hàng 290 nhá. Áo đấy của em là hàng siêu cấp nên là nó hơi đắt. Em không chú ý like đâu, em chỉ treo lên các chị nào mình có nhu cầu mua các chị mua thôi. Đây là sơ mi hở một vai cho em nhá các chị nhá. Mặc cái quần bò xinh hơn nhá. Em mặc đạm này cho gọi cho chị nhìn form thôi chứ mặc quần bò xinh hơn. 129.000. Áo khuy đồng nhà em là 119 rồi, không phải là 290 á. À đây. Đây là khoác các chị ơi, khoác bò nhá. Khoác bò sắp tới em về một cái loại khoác bò rẻ hơn đấy, nó chỉ có tầm hơn 100 thôi nhưng mà nó không có hàng chất như này đâu. Ok, Thảo Nguyên em chốt đơn, quần sóc có mỗi quần đang mặc thôi nhá. Nhiều lắm, các ăn mẫu gì mặc được mà. Em qua mã tiếp theo này các chị này. Đấy các chị chốt đi, con này các chị lên mặc quần bò, đây thả dạng xinh. Thôi không mặc đâu, màu trắng không mặc đâu chị ơi. Màu trắng em dính tí son là coi như là đi tông cái áo luôn. Đây thở thả ra nhá, để tóc đây. Thấy chưa các chị nhá, tóc em hôm nay nó không gội đầu nhìn nó hơi bết. Đây các chị ơi. Đấy, nó tạo kiểu nó hiệu ứng ấy, kiểu mình mặc nó trễ trễ vai như này này. Đấy con này là sợ hở một vai, con này hở hai vai nhá các chị, đồng giá 129.000. Đồng giá 129 nhá. Em qua mã tiếp theo nhá. Áo đen có em cao 1m655 cân. Áo đen có viền trắng á. Một loạt áo này tí lên là áo đấy em để dành. Đây các chị này. Ôi tôi chết rồi, áo này còn chưa. À đâu, áo này 230, áo này là 2 bao nhiêu nhỉ? Thôi nhiều mã em quên bố giá rồi các chị ơi. Các chị cứ chốt mã nhá, nó chỉ chênh nhau một là 250, hai là 270 thôi chứ nó không có hơn kém đâu. Tạm thời giờ còn những mã em quên đấy, mã em quên giá. Đây con này là 2 dây tầng 129.000 nhá. Con này là 2 dây tầng 129. Em qua mẫu tiếp theo nha các chị ơi. Đây treo tạm mẫu đây nhá. Rất là nhiều màu, đủ màu luôn. Đấy, hở một vai, hở hai vai, chị thích mấy vai, hở mấy vai thì các chị chốt được chưa? Em qua mã tiếp theo này. Cam là cái gì? Áo cam. Ok, lê con áo cam đúng không? Áo cam đấy 149, hở hai vai mặc rồi. Đấy con này các chị chốt cho em, các chị ghi là áo 2 dây tầng 129.000. Đây con áo này đẹp rẻ nhá. Ngày trước đắt hàng lắm ấy nhưng mà bây giờ cuối vụ người ta còn ít, em lấy lốt để em bán vì có những nhiều chị còn chưa mua nên là em cứ lấy về em bán. Áo này mặc quanh năm luôn, các chị không mặc bây giờ Tết mặc. Tết mặc không thì mùa đông, có thật là các chị nào miền Nam. Trong miền Nam các chị còn đang mặc áo mùa hè, em chả mặc áo len mấy. Hở hai vai có ba màu chị ơi, là đều có màu nâu, màu đen, màu trắng với cả màu cốm chị nhá. Đều có những màu đấy. Áo mới mang bao nhiêu? 129 chị Thanh ơi, 129. Đây, hai dây tầng nhá, 129.000, màu hồng này, màu nâu này, màu trắng này. Đấy, màu hồng, màu nâu, màu trắng nhá các chị nhá, hai dây tầng. Ai lấy các chị ghi là áo hai dây tầng cho em nhá, 129.000. Áo hai dây tầng 129. Nhiều hàng quá, lên bắt đầu lên cái gì rồi nhỉ? Đây, lên các chị một con áo đi. Áo len. Áo này nhá, 119.000. Các chị ghi là áo len khuy đồng dài tay. Đấy, 119.000. Ok chị Oanh nhá, áo mới mang đấy là sơ mi hở một vai. Đây hở một vai đây, màu nâu này.
tí mặc cái này với quần bò các chị mặc có đẹp. Thật ra những cái hàng sơ mi các chị cứ mặc auto quần bò cho em mà đẹp. Còn mặc cái quần này nó chỉ hợp với những cái áo len, những cái áo kiểu kiểu thôi, chứ còn những cái này thì thật ra nó không hợp đâu. Đây là sơ mi hở một vai, được chưa? Hở một vai đấy ạ. Được chưa các chị? Đủ màu nhá, hở một vai đây. Cốm này. Ôi, giờ làm nào nó tòi ra rồi. Cốm nha các chị nhá. Em treo để cho các chị nhìn nó dễ, đỡ bị mất dáng. Đấy, cốm nhá, đen trắng với cả màu nâu, 129.000 đấy là hở một vai. Còn hở hai vai là cái dưới, hở hai vai thì có những màu này. Màu cốm, màu đen, màu trắng với cả màu nâu, được chưa các chị? Đây hở hai vai đấy nhá, đồng giá 129, free size 40 đến khoảng tầm 60 cân là các chị vừa nhá. Áo thun đen sọc phía dưới kia bao nhiêu? Thun đen sọc là cái gì nhỉ? Áo di lê vịt đấy là 150 chị ơi, à 140 nhá, di lê vịt là 140, hai dây tầng là 129.000. Ok rồi các chị, có quần bò, à quần bò suông em có về rồi nhá, em có về quần bò suông rồi, em có quần bò suông đen, quần bò suông xanh với quần bò ôm tí em lên nhá, sơ mi cam ok tí mặc với quần bò mặc với đẹp đây, okay, các chị chốt đi sơ mi hở hai vai nhá, cốm này, hàng free size nhá, đen trắng với cả nâu, cốm đen trắng nâu, đây là hở hai vai, đấy, còn kia là hở một vai, em lên con áo này các chị này, con áo huy đồng. Loại áo đá này còn tí lên, em để dành để tí nữa mới like áo đá. Tại vì áo đá như em nó hơi đắt nên là để dành thời gian ở giữa like. Thôi mặc rồi, các chị ơi em mặc rồi không mặc lại đâu. Áo cam bèo á. Ok đợi em tí, áo đấy của em là 149. Đây nên các chị con áo khuy đồng nhá. Áo này của em ấy thì là hàng free size len nhá. Từ 40 khoảng tầm 58 cân, 60 cân thì mặc nó thật là mặc nó sẽ hơi ngắn đấy, nhưng các chị tầm 40-58 cân thôi nhá. 58 cân mặc đẹp, 60 cân mặc thì nó thật là hơi ôm. Đấy các chị hơi ôm mà hơi ngắn. Cái dáng này thì nó cũng không phải ngắn lắm đâu. Nó kiểu nó cũng đến rốn ấy, dáng nâng lửng nhá. Đấy các chị ghi mã này, các chị ghi cho em là áo khuy đồng, em 55 cân này. Áo khuy đồng nhá, 119.000 khuy đồng tay dài. Ok rồi các chị lên số vòng tay 101 nhá. Vòng tay 101 như chuyển này về nhiều lắm, dây chuyển này về quá nhiều hàng luôn. Áo khuy đồng 119.000. Áo khuy đồng 119 bảng màu nhá. À, khuy đồng dài tay em nhầm, các chị ghi là khuy đồng dài tay cho em nhá, len khuy đồng dài tay. Đấy, thả xuống như này, quần nó mặc các chị là quần tata chân ren 106 hàng 2 lớp loại 1 nha các chị nhá. Áo 290 đây, 290 tí mặc nhá. Đây 290 đây, áo này nó hơi đắt. Áo này có màu hình sắc màu này, hình Gucci nâu với là Gucci sắc màu với là hình Fendi. Áo này nó là hàng siêu cấp rồi nha các chị nhá. 290 áo trễ vai rồi, đợi em tí chị ơi. Ok Phạm Huyền rồi nhá, vòng tay 101 chị ơi. Khuy đồng dài tay thoa vũ ghi rồi đơn của em rồi, áo xoắn ngực trắng ok, xoắn ngực là 119 nhá. Yên tâm hàng các chị bóc hàng kiểm tra hàng chuẩn ảnh 100% nhá. Áo khuy đồng này, em mặc các chị là màu cốm này, đây là màu be này. Khuy đồng dài tay nhá, đây là màu nâu này. Màu be với cả màu đen ạ, 119.000 các chị ơi. 119.000 áo hồng lỗ kia với nhá. Hồng lỗ này các chị là áo len xinh nhá. Đây là áo len xinh, len xinh là 115.000, được chưa? Len xinh 115 tặng kèm tác luôn. Các chị lưu ý hàng em là hàng đẹp, nó là màu hồng sen nhá. Còn cái hàng nhạt nó kiểu là màu hồng hàng loại 2, nó màu nó nhờ nhờ ấy. Được vòng tay bảo hành các chị 1 năm nhá, 1 đổi 1 nếu mà bị han dỉ bay màu nhá. Nguyễn Thị Lan ghi kiểm tra đơn cách số cho em với chị ơi. Ok, áo sơ mi hở một vai và sơ mi hở hai vai. Hàng này hàng titan em bảo hành các chị 1 năm, bảo hành 1 năm nhá, không bay màu không han dỉ các chị yên tâm. Em mặc các chị là áo khuy đồng nhá. Khuy đồng tay dài để em treo cái mẫu này. À được chết rồi. Ủa, len nhiều cúc này, len nhiều cúc 138.000 nhá. Len nhiều cúc này các chị này, mới về hàng loại một chất gì nhỉ? Chất len lông thỏ nhá các chị. Đây, nhiều mã quá mà quên, vội mất không lên được. Nhiều mã quá thì cứ đến đây xem còn cái gì nữa không nhỉ. Đây, con áo này màu xanh lá cây này. Không hết bố chị treo rồi. Áo có đó tốt. Thôi nhá, bây giờ áo nó mặc các chị ghi là áo len khuy đồng tay dài đi, 119. Cam lệch vai tay dài là cái nào nhỉ? Nhà em không có mã là mà cam lệch vai tay dài nhá. Len xinh có 3 màu chị ơi. Từ từ nhá chị ơi, chị pha lê em đang rối lên này, không biết là bắt đầu từ đâu này, các chị từ từ bình tĩnh. Nó kiểu bệnh nghề nghiệp hay sao ấy, nhiều khi còn hay bị quên không biết cách bán hàng như nào luôn này các chị này. Đấy, áo len khuy đồng nhá, em qua mẫu này. 119.000. 119.000 các chị ơi. 119 nhá. Em có màu màu cốm, màu hồng, màu đen, màu nâu, màu be, màu trắng. Đấy, len khuy đồng tay dài 119 các chị chốt nhá. Len khuy đồng tay dài 119. Giờ lại bảo màu lần nữa các chị chốt lại qua mẫu này. Đừng giục em nhá. Đợt này em hay sao em cứ hay bị nhớ nhớ quên quên, các chị đừng có giục em nhá. Màu hồng nhá, màu hồng, len khuy đồng tay dài màu hồng này. Len khuy đồng tay dài màu đen này các chị. Đã chốt mã nào qua mã đấy không lên lại nữa nhá. Màu trắng này. Màu nâu này. Màu be này với cả màu cốm nha các chị nhá. Len khuy đồng tay dài 119.
sơ mi dài đấy là 100, sơ mi mạ cam dưới là cái gì? À đây nhá. Áo này của em là 129.000, các chị ghi cho em mã hàng là áo còn hết tên rồi cơ, cũng là sơ mi lệch vai thôi, các chị ghi cho em mã này, các chị ghi là sơ mi đũi nhá, sơ mi đũi cho em đi. Ok rồi chị ơi, khuy đồng tay dài và tay cộc, em có cả loại tay cộc nữa cơ. Len nhiều cúc của 5 màu nhá, 5 màu giá là 138.000, hàng loại 1. Hàng loại 1 nó không phải là len mông tơ ghi mà nó là len lông thỏ, các chị lưu ý nhá, hàng này có rất là nhiều. Áo này các chị ghi mã hàng là sơ mi đũi đi ạ, sơ mi đũi cho em nhá, sơ mi đũi. Giá là 129.000, các chị chốt đơn ghi là sơ mi đũi cho em bạc màu này. Em lên lần lượt nha các chị nhá, lên lần lượt không nhiều quá nó loạn lắm. Em không biết là like bắt đầu từ đâu ấy. Nó nhiều mã quá. Sơ mi đũi này, em có màu cam này, có màu cốm này. Đấy, màu nâu này, với cả màu hồng, em sẽ mặc màu hồng nha các chị nhá. Sơ mi đũi 129.000 đấy, lại rồi. 129.000. Chia sẻ like đi các chị, chia sẻ like cho em với các chị ơi. Ok, mộc hoa 129 thôi ạ. Len len nhiều cúc, đợi em một tí, đợi em một tí các chị. Từ từ đợi em một tí, em lên nốt mã này sẽ lên len nhiều cúc nhá. Thôi các chị thông cảm rồi, mấy hôm nay em kiểu lâu lâu không like, em như kiểu em bị quên mất cách bán hàng ấy. Nó cứ lên live stream, nó cứ loạn ấy cả lên, nó không theo thứ tự được ấy. Đây nhá. Áo này các chị ghi là sơ mi đũi cho em. Áo này dưới tầm 5 cân thôi nhá. Con áo này không, nó là chất đũi nên là đũi tơ nên là mặc là nó cũng mỏng nhẹ, nên nó không phải là hàng sơ mi dày đâu. Trễ vai kia là áo sơ mi hở hai vai, sơ mi hở hai vai. À quên, áo hở áo gì, cái gì hai bên đấy nhỉ? Đấy, vừa em đội nói cái gì các bác chị comment là cái gì hai bên đấy. Áo phối sơ mà gì, cái gì hở hai bên mới hở một bên đấy. Đấy, đây nhá mọi người, áo này các chị ghi cho em là sơ mi đũi nhỉ, màu hồng này, màu cam này, màu cốm với cả màu nâu nhá. Con này tay dài nhưng mà chất cái này nó chỉ tầm 55-56 cân quay đầu thôi, vì em mặc vừa in rồi nên là không có size to đâu. Tầm 55-56 cân thôi nhá. Ai lấy mã này các chị ghi là sơ mi đũi cam hồng. Cam hồng cái gì nhỉ? Cốm với nâu nha các chị nhá. 129.000. Bông tai em có đấy chị ơi. Ok mọi người nhớ là chỉ tầm 40 cân đến khoảng tầm 55-56 cân thôi nhá. Ok chị Loan Mai này, sơ mi hở ba bên mặc rồi dâu tây ơi. Ừ, Nguyễn Phước ơi, hôm nay tôi đi lấy hàng còn vội quá, còn kiểu trời mưa ấy, người ta đóng cửa gần hết rồi bà. Chưa tìm được, tại vì mấy cái quán ấy nó hay đóng cửa sớm. Vòng tay, các chị ghi là vòng tay LV 101 chị ơi, bảo hành 1 năm, yên tâm bảo hành 1 năm, không bay màu, không han gì nhá. Sơ mi đũi cho em ạ, 129.000. Đây, tiếp một cái mã tiếp theo các chị này. Đây, lên con này đi. Mẹ mặc màu cốm, em chỉ thích mặc màu cốm. Đây, cái áo này thôi không mặc nữa nhá, áo này dơ nhá. Áo này các chị ghi cho em là áo gì nhỉ, khuy đồng cộc tay nhá. Áo này bây giờ giá hạ cực kỳ rẻ luôn, 105.000. Được chưa? Sơ mi có hoa ở trên, nó có màu khác không á? Sơ mi có hoa, áo đấy sơ mi hoa hồng đấy là 149, một màu duy nhất thôi, đấy là hàng sale rồi chị ơi, một màu duy nhất. Ok, én xinh rồi, vòng tay là vòng LV chị ơi. Đấy con kia các chị ghi cho em mã hàng là áo hoa hồng được chưa? Áo hoa hồng. Giá là 149.000, áo đấy chỉ một màu duy nhất, nó là hàng sale nên chỉ một màu duy nhất thôi. Ok, uốn tóc em xin số chị ơi, quần bò suông đợi em tính. Đây các chị lấy mã này các chị ghi là len khuy đồng cộc tay nhá. Cộc tay là 105, còn dài tay sẽ là 119. Đấy các chị nhớ giá cho em này. Đây là hàng cộc tay 105.000, màu đen này. Màu đen, màu gì nhỉ? Màu trắng này, màu be này, màu nâu với cả màu cốm. Đấy các chị chốt cho em, các chị ghi là len khuy đồng cộc tay 105.000. Ok, meo múp nhá. Không hở ngực. Đây chị mặc thử một màu, mặc màu đen nhá. Mặc màu đen. Mặc cái này nó bình thường, nó chỉ là cổ tim thôi mà. Nó cổ tim bình thường thôi. Nó nhìn thế này thôi nhưng mà không hở ngực đâu em ạ. Ok rồi các chị nhá, 105.000. Đây mặc như này thôi em, có gì hở ngực đâu. Nó bình thường mà, nó cổ tim bình thường thôi mà. Ok chị Nghi Hảo đợi em tí nhá. Len khuy đồng cộc tay này. Đấy các chị nhá, 100 bao nhiêu nhỉ? 105.000 nhá, còn dài tay là 119 thôi chứ ạ. Cộc tay là 105, sơ mi cam các chị ghi là sơ mi đũi được, các chị comment đúng mã cho em nhá. Hở sơ mi hở hai vai và sơ mi hở một vai. Đúng rồi, đây cái này là hai vai, cái này hở một vai. Em qua mẫu tiếp theo nhá, lên các chị cái mã nữa này. Đây lên con áo này. Áo len gì nhỉ? Cái này gọi là len gì nhỉ? Đùa chán đời ấy nhỉ. Len nhiều cúc chị ơi, len nhiều cúc nhỉ. Ok rồi, len khuy đồng nhớ cho em là cộc tay hoặc là dài tay, chị comment rõ hộ em với nhá. Áo màu hồng cam là cộc rất tốt á. Ô đấy lại rơi rồi. Hồng cam cộc rất tốt là cái gì? Hồng cam cộc. Cốm trễ vai kia bao nhiêu? À cốm trễ vai kia. Áo này 129 em ghi là sơ mi hở hai vai đây nhá. Áo len nhan nhiều khuy đây.
129.000 em ơi. Ok rồi chị Thơm Đỗ này. Áo hồng và áo cam crop top, bảng hồng và cam crop top là cái nào nhỉ? Ôi, hôm nay em cứ quên bố nó hết cả mã rồi, không biết là cái gì ở đây các chị ơi. Đây là len xinh nhá. Nhiều lắm, nhiều mã đẹp lắm, để lên lượt đấy. Áo này các chị ghi là áo len nhiều cúc cho em nhá. Ok anh hai, các chị đặt hàng nhớ lên em xin mã kèm màu kèm số điện thoại nhá. Đây, len nhiều cúc đấy ạ. Đấy, các chị mặc nó như này này. Em hơi đợt hơi, em đợt hơi béo, các chị nhìn nó kiểu nhìn cảm giác người mặc nó không được eo ót lên nhiều, thì em đợt này em bị tăng cân lắm luôn ấy. Em 55 cân rồi. Ok mà chị anh hai rồi nhá. Mặc được bà ơi. Đây giờ bảng màu áo này các chị chốt nhá. Áo này các chị kia len nhiều cúc cho em này. Bảng màu này. 138.000 các chị nhớ cho em, đây là hàng len lông thỏ, không phải là len mông tơ ghi đâu. Bề mặt nó còn có lớp lông lông cơ, cái này mặc mùa đông nhưng mà bây giờ em bán trước, tại vì là hàng nó sẽ đi, bao giờ nó sẽ đi trước nhá. Hàng bên chợ buôn bao giờ nó sẽ đi trước. Đấy, nó bán cũng kiểu như là dạng đang đồ mùa, đang bán đồ mùa hè lại bán đồ mùa đông thì mới được giá rẻ như này. Còn nếu các chị vào vụ sẽ cái áo này phải tầm 160-170 cơ. Đấy, có màu đen chứ tổng chị Tòng Hường ơi. Áo đấy 129.000. Đấy các chị ghi là len nhiều cúc nhá. Em có mã đang mặc các chị là màu rêu này, đây là màu đen này. Đấy, đây là màu be này, đây là màu nâu và đây của em là màu màu rêu nhỉ. À thôi chữ đây cũng là rêu. Gọi là màu gì nhỉ? Cái này gọi là màu gì nhỉ? Đây là màu xanh ngọc đi. Màu xanh ngọc cho em nhá. Màu xanh ngọc nhá, màu rêu này, đen này. Đấy, nâu này, be các chị nhá, 138.000 nha các chị, 138.000. Hoặc đắt từ từ để em tí, hoặc đắt để em tí nhá. Em qua mã tiếp theo này, còn nhiều mã lắm ý. Nhiều mã chưa lên lắm để lên lần lượt. Hôm nay có cả bộ mới nhá, bộ mới rồi là sơ mi mới, nhiều mã đẹp nhưng mà hôm nay em làm sao với like nó cứ kiểu nhớ quên áo thủy. Áo đen đá dài tay, ok áo đá tí em lên chị ơi, áo đá tất cả áo đá tí em mới lên, tại vì áo đá này gần đi úp ảnh hết rồi, áo sum các thứ này. Đấy nhá. Áo đá từ từ đã nha các chị ơi. Đây lên con áo này. Áo này sẽ mặc màu nâu, con áo màu cam ấy ạ. Con cái tăng đá đây, áo màu nâu. Áo này các chị ghi cho em mã hàng là áo gì nhỉ? Áo A1 đi, tại em hết cả tên gọi luôn rồi. Sơ mi cốm mặc rồi chị ơi. Mai xem lại cũng được chị ạ, hoặc xem ảnh mẫu đăng lên nhá mọi người. Ảnh mẫu đăng nó là ảnh gần như là ảnh ấy hết rồi, ảnh chụp thật, ảnh đẹp hết rồi, các chị không cần đợi em like đâu. Cứ thích mã nào các chị inbox cho em nhá. Không biết mặc này đúng chưa cô. Hay là mặc nó trễ hai bên, như mặc như này sao. Ờ, đây. Con này các chị chốt cho em nhá mọi người. Còn cái này cần tang này gài đâu này. Con này các chị in là áo A1 đi. Áo bèo ngọc trai về chưa? Áo bèo ngọc trai em không like đâu ạ. Áo đấy cứ chị đặt hàng em lấy cho thôi. Áo đấy nó bánh bèo em không thích bán. Em thích bán những cái loại bình thường các chị mặc đi làm các thứ đi đâu được ấy. Áo A1 chị Lương Hà em xin số chị ơi, có hai size là M và L. Con áo này tầm dưới 58 cân nhá. Tầm dưới 58 cân. Đây mặc nó kiểu xéo xéo cổ như này này. Đấy. A1 nhá, em có màu nâu này, em có màu cam này. Bảng màu nhá, ngay nhanh luôn. Hôm nay không chú ý, không định like đâu vì là hàng vẫn chưa làm xong ấy. Đấy, màu cam nha các chị nhá. Áo A1 màu cam, áo A1 màu đen, áo A1 màu trắng, áo A1 màu cốm. Mà em mặc các chị ghi là áo A1 màu nâu nhá. Cái này tặng kèm cái tác cài này, tóc của em nó cứ để nó che hết đấy các chị nhá. Nó tặng kèm cái tác cài như này và nó sẽ hở một bên vai, nó có dây như này. Đấy, kiểu là như thế nhá các chị nhá. Kiểu là như thế rồi. Đấy, áo A1 nha các chị nhá, 149.000. Đây các chị nhìn này, form mặc rất là xinh. Cái này tầm 57-58 cân quay đầu vừa thôi ạ. Size ML, form không được to lắm. Đấy, màu đen này. Màu đen, màu trắng nha các chị nhá. Đấy, màu cốm nữa này. Đủ màu nha các chị, 149.000. Em lên một cái mã tiếp đấy lại tuổi. Lên một cái mã tiếp theo các chị ơi. Nên nhanh nhá, hôm nay chủ yếu không định like nên là chuẩn bị bài trước là chưa có được chu đáo. Còn like mà quên mất bài đấy các chị này. Đây nhá. Đấy, áo A1 149. Ok, tiếp theo, mã tiếp theo. Chân váy gì kèm đai không á? Chân váy, hôm nay chân váy em lại không like rồi. Hôm nay em không có nhiều mẫu chân váy lắm. Đấy, hôm nay tóc em nó còn xù ngứa hết, điên hết cả đầu mà chưa gọi được đầu này các chị này. Tại hôm nay vội lắm ý, đóng đơn chưa đóng xong nên ngồi lên đơn chưa lên xong mà có định không like đâu, nhưng mà cố ngoi lên vì là quá nhiều hàng về các chị ạ. Không thì lúc mà không like nên lại không kịp để mà xả ấy. À đều không kịp để cho hàng nó đi. Nó kiểu bị gián đoạn như các chị. Đấy, A1 nhá, 149.000. Đây một con áo này đẹp cực kỳ luôn các chị này. Con áo này các chị ghi cho em mã hàng là áo cúc bọc nhá, cúc bọc. Ok, thanh tu rồi nhá. A1 đẹp lắm, màu cam xinh cơ, 149.000 em khẳng định các chị không ở đâu rẻ hơn nhà em nữa đâu.
Chị Thanh Tu nhớ nghe máy chị ơi. Nhà em là gọi đến chốt đơn nên các chị nhớ nghe máy hộ em nhá. Đây, con này các chị ghi là áo cúc bọc cho em này. Con này mặc rất là xinh. Ui nóng quá. Nó nóng rồi, tóc nó cứ xù cả lên. Ở trong máy nó cao hơn một tí rồi. Hôm nay hôm qua em chưa kịp bội đầu trước khi like nên là đầu tóc nó cứ xù cả lên. Đây. Từ từ đợi em một xíu nhá. Cho cái máy nó thấp xuống một tí. Nó đang bị ẩn comment đây này các chị này. Đấy, chia sẻ like hộ em với các bác ơi. Mua từ hai sản phẩm chia sẻ like em giảm các chị 10k ship nhá. Bán rất là rẻ rồi còn rẻ hơn. Ok A1K luôn. Ok chị Thanh Tu rồi nhá. A157 cân mặc size L. Đấy, em mặc các chị chốt cho em các chị ghi là áo bọc nhá. Nó nghiêng nghiêng ngả ngả nó chả đứng gì. Đây. Áo cúc bọc nhá mọi người ơi. Áo cúc bọc cho em. Áo này của em thì cũng là 149 nhá. Cũng có hai size ML tầm 57 cân, 56 57 cân. Nhá mọi người. 56 57 cân chắc là tầm 57 cân thôi, 58 cân không bon chen được rồi. Đấy, áo này các chị ghi mã này em ghi là áo cúc bọc nhá. Ok chị rồi chị ơi. Quần mặc của em á, ôi đấy. Quần mặc của em là 160 chị ơi. Ôi tóc có kiểu gì này không biết. Tóc nó bết xong rồi nó chả vào lép gì. Đấy, em mặc các chị là áo cúc bọc nhá. Quần mặc các chị là quần tắc ta chân ren, quần tắc ta chân ren. Len kẻ xanh vàng sát lách mã gì ấy là di lê vịt chị ơi, 140. Áo trễ vai có chứ, có chứ. Quần em mặc các chị ghi là quần tắc ta chân ren. Áo này các chị ghi mã hàng là áo cúc bọc cho em nhá. Xinh cực luôn này các chị này. Đấy, toàn bộ đây là viền đá này. Đấy, size M và L nhá, 40 tầm 57 cân các chị vừa. Ok, thắng Phương rồi. A1 thì đây em giơ lại bảng màu được nữa các chị nhớ chốt đúng màu cho em, màu cam nhá. Đây, A1 đấy ạ, màu cam này. A1 màu cam ạ, giá 149 các chị nhá, size M và L dưới 57 cân. A1 màu đen tặng kèm cái tag Dio, nhưng mà cái tag này nhân viên cài nó không đúng chỗ, nó lại phải cài trên đây, nó lại cài bên dưới. 149.000, đây cái này mất luôn rồi, không biết nó rơi đâu mất rồi hay cài ngược nó biết. 149.000 các chị size ML nhá. Màu nâu 149.000 A1. Ok, Lan Ngọc Nguyễn rồi, hồng sinh mã 115. Ok chị Subi nhá. Áo ren bèo trên cùng. Ok, chuẩn bị lên áo đá đi các chị này. Chuẩn bị chấm bài cho em, thả tin thả like cho em rồi, lên áo đá các chị ơi. Cho em bước thả tin thả like các bác ơi, để cho nó bị ẩn comment. Em mặc các chị in áo cúc bọc nhá, con này mặc cực kỳ xinh luôn. Các chị tiểu thư mặc đi làm đi chơi, nó vừa nhẹ nhàng nó vừa điệu nhá. Ui dồi, chán nhở, đầu tóc chán hết người đây. Áo cúc bọc 149.000. Đấy, ok rồi chị ơi, tắc áo hồng dưới á. Hồng dưới này là áo len xinh chị ơi. Len xinh, lên con áo len xinh nhá. Len xinh này của em giá 115 thôi, hàng loại 1 các chị nhìn nhá. Form to, rộng, chất len mềm mịn và màu là màu hồng sen. Còn hàng loại 2 đó là màu hồng, nó nhờ nhờ kiểu hồng phấn ấy, không phải hồng này đâu. Đây áo này là 290 bà ơi, áo này hàng cao cấp nhá, 290, nó có hình Gucci nhiều màu này, hình Gucci nâu và hình Fendi. Áo này em nhập vào đó là hàng 26 đấy các chị nhá. Nên em chỉ bán là 29 các chị cọc tiền em mới ship nhá, cái áo này đắt tiền lắm mọi người ơi. Ok rồi, A1 rồi chị ơi. Ok chị uốn tóc kiểu trình bộ thì hôm nay có về mã bộ mới, cái bộ em đăng ảnh rồi. Đây. Ơ, sao đây? Chán ơi. Treo cái cúc đây ạ, bộ mới về bộ mới đây, bộ cúc bấm nhá mọi người. 250. Nhưng mà các chị chia sẻ like em bớt cho các chị còn 240.000 coi như là giảm phí ship cho các chị luôn đấy ạ. Đó nhá mọi người nhá. Đây, bộ đây. 200 móc đâu không biết, là để em lấy cái móc em treo cho nó dễ. Đây ạ, bộ đây các chị này. Bộ cúc bấm nhá. Em đăng ảnh rồi. 250 chia sẻ like còn 240. Thật ra đã khỏi cúc bấm, nó là cúc cài, em hết tên gọi đặt tên cúc bấm. Đẹp lắm các chị này. Đấy, bộ đây nhá. Quần ở đây, cả bộ này em có đăng ảnh đấy ạ, là 200 xuất tâm loại 1 là 250, chia sẻ còn 240. Ok Len Sinh đợi em tí nhá. Không à, mua hai cái giảm 10k ship chị ơi, nhưng phải chia sẻ like nhá chị ơi. Bộ đợi em một xíu nhá mọi người ơi. Áo đang mặc các chị lên đơn cho em, màu áo mặc các chị ghi nã hàng là áo cúc bọc nhá. Em có màu mặc các chị ghi là màu cốm này. Đây là màu xanh cổ vịt này. Màu đen màu nâu. Ngoài ra nó có màu trắng nữa các chị nhá. Nó có màu trắng nhưng em không bán màu trắng, em không bán. Lên này em không có like. Ok, bộ cúc bấm là 250, chia sẻ like giảm ngay 10.000 là còn 240 rồi các chị nhá. Đấy, tức là em giảm phí ship các chị luôn, một bộ được giảm phí ship được chưa? Còn hai bộ thì đã giảm rồi nên là sẽ không giảm nữa các chị nhá. Đây. Đấy. Tức là các chị mua thôi rồi, mua từ hai bộ 240 luôn đi. Đây các chị lấy mã này, các chị lên đơn cho em, các chị ghi là áo cúc bấm màu xanh cổ vịt màu nâu với cả mối mà các chị là màu cốm màu nâu, đẹp cực kỳ luôn các chị ơi. Bộ cúc bấm nhá, chuẩn bị lên các chị áo đá. Áo đá thì em đợi đến tầm khoảng 11 giờ. Tại vì áo đá thì em định like ca sau cơ, tại áo đá mặc với cả chân váy nó đẹp. Hôm nay không có chân váy để thử. Đấy, áo này các chị in áo cúc bọc nhá, đen, nâu, xanh cốm, xanh cổ vịt và trắng nhá mọi người nhá.
Đây, toàn bộ đây phối viền đá mặc rất là xinh luôn. 149.000 thôi các chị ơi. 149.000, các chị lên đơn cho em, các chị ghi là áo cúc bấm nhá. À quên, tôi chết rồi, áo gì nhỉ? Áo cúc cúc bọc nhá mọi người nhá. Đấy, áo cúc bọc được chưa ạ? 149.000. Đây là màu nâu này. Bộ cúc bấm là 240, nhưng mà các chị phải chia sẻ có hai size ML với 60 cân. Màu nâu rất là đẹp, em mặc chân váy. Mai mai line lại mặc chân váy. Tiếp nữa, em có cả áo giọt lệ đấy mọi người. Lên con áo len xinh đi. Dày hết được quần áo. Rồi nhá các chị ơi. Sơ mi lệch vai 129 dưới 60 cân. Ok, áo cúc bọc màu cốm chị thương đâu chết đơn nhá. Áo khoác Gucci đợi em tí, những cái hàng đắt đấy thì em sẽ không chú ý like đầu tiên đâu, tại vì nó cao lắm, bây giờ không ra được đơn, nên là em chỉ bán những cái hàng vừa tiền trước để ra đơn, sau đó những cái áo kia tí em mới lên. Đây nhá, áo len xinh này, 115.000. À lấy các chị chốt đơn, em bán rẻ hơn trên inbox là 5.000 đấy, đây mặc lên rất là đẹp luôn, tặng kèm cái tag Chanel nhá. Được tặng kèm tag Chanel luôn, các chị ghi mã này, các chị ghi mã em là áo len xinh có màu, mặc các chị ghi là cái này dưới 60 cân nhá, có màu hồng này. Có màu nào nhỉ? Trời ơi, hôm nay đầu óc làm sao nhỉ? Chán hết cả người đây. Có màu be các chị ơi, màu be này với cả màu này của em là màu đen, các chị đẹp không? Đấy, 115.000 được chưa? Các chị ghi mã hàng là áo len xinh, sơ mi lệch vai dưới 60 cân là các chị sẽ vừa nhá. Áo len xinh các chị nhìn này, màu be mặc đẹp không? Hàng y ảnh chuẩn mọi một nhá các chị nhìn này. Chất len mọi người cho em dày dặn mềm mịn, form to rộng, màu chuẩn luôn nhá. Màu này hồng sen. Còn một cái hàng loại 2 là màu hồng nó nhạt hơn nhá, các chị để ý cho em nhá. Một nhà bán nó sẽ có, em lấy hàng em cũng phải nhìn mà. Nó sẽ kiểu màu nó kiểu nhờ nhờ, nó giống như kiểu hồng phấn ý, nó không phải hồng sen này đâu, nó là hàng loại 2. Áo cam cộc tay có cổ đi á. Không lộ em ơi, không lộ, nó là lỗ nhưng mà lỗ bé lắm, nó không phải lỗ to đâu, mặc không bị lộ đâu, mặc một áo cũng được nhá, không cần mặc hai áo đâu. Áo cam cộc tay có cổ, cam cộc tay có cổ. Đây á, áo này mặc rồi. Áo đấy các chị ghi cho em mã hàng là sơ mi đũi. Các chị ghi em mã hàng là sơ mi đũi nhá. Con này của em đang sale mọi người giá là 129.000, nhưng mà cái này mặc là nó sẽ hơi mỏng mỏng đấy, tại vì nó chất đũi mọi người. Đấy, có màu cốm nhá, màu cốm, màu nâu, màu hồng với cả màu cam các chị nhá. 129.000, ok, huyền xinh rồi. Áo len xinh mọi người chốt đi, mặc đẹp lắm, mặc quần tắp tay chân ren là chuẩn bài luôn. Tắp tay chân ren có cả màu trắng này, thì các chị mặc áo màu hồng, màu quần màu trắng nó sẽ đẹp hơn nhá. Đấy, màu hồng mặc quần màu trắng xinh hơn. Đấy, áo len xinh 115.000, ok, Quỳnh Như rồi nhá, 115. Vừa chứ, áo này 60 cân vừa luôn, nó rộng này mà em ơi. Cái này form to, rộng, hàng loại 1 nó là form to, còn hàng loại 2 form nó bé hơn với chất màu nó khác hơn. Đây các chị nhá. Đấy, con áo này đúng không? Áo này 290, con này hàng khoác mỏng nhẹ thôi, nó khoác bò nhưng mà nó là bò kiểu bò thương hiệu ấy. Đấy các chị là trong miền Nam mặc được. Con áo này nó không phải hàng hai lớp, không phải hàng lót lỉ cái gì đâu, nó chỉ bình thường thôi. Quần sọc kaki có, em cứ chốt inbox đi, chị đã đăng ảnh rồi, nhưng mà nhiều quần sọc kaki chị có còn mỗi một cái nên là không có like. Đấy, sơ mi gì hả chị ơi? Len xinh chị Phan. Là chị ok chị nhá. Là xem mặc bao nhiêu, áo là 115, quần tắc tay chân ren 160, hàng hai lớp các chị lưu ý nhá. Quần nó là quần hai lớp, quần ren hẳn. Chứ không phải là cái ren nó may và may ngoài đâu. Hàng em hàng loại 1 đấy các chị nhìn này, hai lớp này. Nó dày dặn như này mà, đây lớp 1 đây, lớp 2 đây nhá. Túi siêu siêu to khổng lồ luôn. Túi rất là sâu luôn các chị nhá. Đựng các chị nhìn cái túi này, nó to như này cơ mà. Đựng lọt cả điện thoại luôn. Áo mặc các chị yên áo len xinh đi ạ. Áo sơ mi đũi màu cam không? Sơ mi đũi màu cam nó chỉ tầm khoảng tầm 5 cân thôi, ngứa quá. Đầu bật ngứa, hôm nay đi dính nước mưa mà. Hôm nay dính nước mưa xong hàng về em còn nó ngập hết cả nhà, em định không like cơ nhưng mà sao nhiều hàng quá bắt buộc phải like. Áo sơ mi trễ vai á. Đây á chị, áo này 60 cân thì vừa. Đây các chị ghi là áo sơ mi hở à, sơ mi gì nhỉ? Cái gì hai bên ấy nhỉ? Các chị nào comment cái gì cái hai bên ấy nhỉ? Đấy cái là hở hai bên nhá. À hở hai vai, hở hai vai. Đấy có màu này là màu nâu này, đây là màu cốm này. Đấy, có màu đen, màu trắng các chị nhá. Sơ mi hở hai vai 129.000 các chị. 129.000. Nhưng mọi người sơ mi trễ kia là hở một vai, hở một vai là cũng là 129 luôn ạ. Nhưng mà cái hàng hở hai vai nhìn nó điệu hơn. Đẹp lắm các chị ơi, chất thun nhũ rất là co giãn mềm mịn này. Đấy màu cốm rất là xinh này. Màu nâu này, màu đen này. 129.000 nhá mọi người. Áo đang mặc các chị ghi là áo len xinh nhá. Áo len xinh 115.000 các chị, 115.000. Đây, con này là hở hai vai đây. Con này của em là hở hai vai đấy các chị ơi. À hở một vai đây. Ui hôm nay nói toàn nói nhầm ấy nhở. Ok rồi chị ơi. Chị Nguyễn Trinh em xin số khoác bò nhà em 290 cọc tiền nhá. Khoác bò nhà em này hàng free size. Em có hình Gucci nâu, hình Gucci nhiều màu với hình Fendi tím sẽ mặc nha các chị. Ok Hương Phạm rồi nhá.
Đây. Đấy, đây là sơ mi hở một vai, đây là khoác bò, đây khoác này là 290 này. Các chị nhìn này, nó chất như nước cất luôn nhá. Con áo này hàng loại 1 em nhập vào là 260 đấy các chị ạ. Em xin mọi người 30 nhá. Tiền xăng xe rồi tiền công đi lấy hàng nắng mưa này. Hôm nay vừa nắng vừa mưa nữa, còn bị dính nước mưa đầu ngứa điên cả người, chưa đi gội được đây các chị này. 290.000 nhá. 290 sơ mi hở. À quên, cái gì nhỉ? Áo bò nhá, 290. Nói nhịu, em cũng biết luôn, thật nó cứ kiểu nói cái câu nọ sợ câu kia ấy. Sơ mi hở một vai em có nhiều màu chị ơi, em có màu này nhá. Màu đen, màu trắng này với cả màu nâu các chị nhá. Đây sơ mi hở một vai 129, tất cả những mã này của em đều dưới 60 cân vừa, cái form nó rất là to rộng các chị nhá. Form đuôi tôm to rộng dưới 60 cân nhá các chị. Nó kiểu nó níu cả lưỡi vào ấy, hôm nay nói làm sao ấy. Ok chị nhá. Đây bốn màu, một vai và hai vai bảng màu như nhau các chị ơi. Áo đen xích là áo gì nhỉ? Ok chị, à, rồi nhá. Áo đen xích à? Thôi em qua mẫu nhá. Khổ, nói nhiều và nói nhữ cả mồm. Rồi, qua mẫu tiếp theo. Đấy, còn áo len khuy đồng các chị chốt đi. Hàng cộc tay thì là 105, còn hàng dài tay là 119 nhá mọi người. Áo đen xích là cái áo gì à? Đen xích à? Đen xích đây á. À, cái này áo yếm chị ơi, 250 nhưng các chị xe like còn 240. Đây con này là 2 dây tầng này, 129.000 này. Con này là áo hoa hồng nhá. Áo hoa hồng của em đấy là 149 được chưa ạ? Bắt chụp con cam đi, cam kéo nhỉ? Áo len sinh 115, sơ mi một vai thấy có cam mười, à không, đấy là gọi là mã sơ mi đũi chị ơi. Áo đen xích à, đen xích để áo yếm rồi. Ok, Hương Phạm nhá. Đấy các chị ghi cho em mã hàng là áo sơ mi đũi chị ơi. Sơ mi đũi nhá, em có màu cam, em có màu cốm 129.000 chị ơi. Màu cam, màu cốm này, màu nâu với cả màu hồng nhá. Đây là sơ mi gì nhở? Chán thế nhở, hôm nay em làm bán hàng hôm nay chả tập trung gì. Đây em là sơ mi đũi chị ơi, sơ mi đũi nhá, 129.000. Chốt cho em mã hàng là sơ mi đũi 129. Đấy, cam hồng này. À đâu cái gì nhở? Ừ đúng rồi, cam hồng nâu với cả cốm nhá các chị nhá. Đây con áo ISL này, con quả áo này 199.000 nha các chị nhá. Áo ISL 99.000, cổ đổ rất là xinh này. Các chị ghi chốt ghi lại áo ISL cho em nhá, 99.000. Đấy. Đây áo đá bây giờ em sẽ lên. Con này là con áo len xinh. Con này là con áo len xinh cho em nhá. Ok chị Luyến Trần nhá, áo len cổ gen là 129.000 chị ơi. Hôm nay đúng chị sao thật là một lại hẳn 5 phút. Ừ đấy, chán nhở, hôm nay chị làm sao ấy. Hôm nay kiểu người em nó cứ mỏi mệt kiểu gì ấy. Áo khoác đi, ok Quỳnh Như nhá, hôm nay làm sao ấy. Cứ định bảo lên cái gì xong lại quên ý. Chán lắm các chị thông cảm với em, hôm nay em làm sao ấy. Rồi nhá, qua mẫu. Kiểu cứ nhớ quên định lên cái gì xong lại thôi, xong loạn ấy cả lên, chưa tập trung được cái gì. ISL, ok chị, ISL nhá, em có rất là nhiều màu. Đây có màu trắng này, màu nâu này, màu đen này. Đen đâu nhỉ? Đây màu be nữa các chị nhá, ISL 99.000. Các chị chốt cho em ghi mã hàng là áo ISL 99.000 nhá. Thôi mày thông cảm nhá, hôm nay em kiểu bị làm sao ấy các chị ạ. Like không có tập trung được. Đây rồi, ok chị nhá, sơ mi lệch vai không? Chị ghi cho em mà đấy, ghi là sơ mi đũi, lệch vai là cái khác cơ chị ơi. Hậu Covid à? Đúng rồi ấy, chị nhỉ. Chán nhỉ, nói cứ bị níu cả giọng thôi, nó cứ bị vấp vấp đi các chị. Đây nhá, con này các chị ghi cho em, các chị ghi con này mặc với ở quần sóc bò nó sẽ đẹp hơn nhá. Kiểu như quần bò rách hay các chị mặc quần sóc trắng đấy, nó chất chơi hơn nhá. Em khoác này mặc cái chân này nó không hợp đâu, nhìn nó càng nhìn trông nó cứ kiểu chuối kiểu gì. Đây. Quần bò ôm đây 200.000 các chị nhá. Mặc quần bò ôm rất là xinh luôn. Đây. Quần bò ôm tím sẽ mặc thử. Đấy các chị mặc với quần bò là auto đẹp nhá. Quần bò ôm các chị nhìn này đẹp không? Đinh này xong rồi CD rất là đẹp nhá. 200.000 một quần, size SMLX đến 62 63 cân vẫn vừa nhá. Chất liệu co giãn, các chị ghi mã hàng là quần bò ôm cho em nhá. 200.000. Quần phồng trơn em để ở góc kia rồi chị ơi, phồng trơn là 150. Sơ mi thô là cái gì nhỉ? Thôi chết rồi, sơ mi thô. Đấy là sơ mi đũi chị ơi, không phải sơ mi thô nhá. Chị lấy cái mã này đúng không? Lấy mã này các chị ghi cho em là sơ mi đũi được chưa? Sơ mi thô nhá, em không có mã nào sơ mi thô hết nhá. Để em đọc mã các chị nhớ comment đúng mã. Hoặc là các chị hỏi em là cái này gọi là mã gì để các chị comment mai gửi nhầm hàng đấy ạ. Đây là sơ mi đũi nhá. Có màu hồng, màu nâu, màu cốm với cả màu cam nhá, 129. Đây em mặc các chị ghi là khoác gì nhỉ? Khoác bò Gucci nhiều màu này. 290 nhá. Cái này 290 hàng free size. Ok, Mỹ Nga. Áo ISL kia của em giá là 99.000 các chị ơi, 99.000. Đây em có cái này hình Gucci nhiều màu nhá. Gucci nhiều màu này.
Cái này là hàng siêu cấp nên các chị yên tâm, hàng 290 các chị mua bên ngoài phải tầm 350-400 nghìn, em thề danh dự các chị luôn nhá. Áo này không, bên ngoài không bao giờ các chị mua dưới cửa 350 luôn. Các chị hàng Gucci nó còn như thế này cơ mà, chứ nó có phải là in hình gì đâu, nó là màu nó thế nhá, không phải là in, nó in màu đến đâu. Đấy, vải nó thế rồi, nhìn rất là chất chơi luôn, 290. Rạch vàng trước á. Ôi không biết có ghép được không cơ chị ạ. Váy nhung hôm nay chị không có bán váy. Ok, kẻ ngang cổ trắng à. Kẻ ngang cổ trắng là cái gì? À đây á. Áo đấy 129 ạ. Áo đấy 129.000. Đợi em mặc lốt ba cái màu nhá. Các chị nhớ áo bò các chị muốn mặc cho chất chơi cho đẹp nhất, các chị mặc với quần bò hoặc mặc với cả chân váy, à quần bò rách, hay là mặc với cả quần sóc trắng, hay là những cái quần mà nhìn nó chất chơi tí, mặc khoác lên nó mới đẹp nhá. Còn mặc cái quần ren này nó không hợp đâu. Em chỉ cho các chị khoác mọi người xem màu thôi. Đấy, đây là hình ấy, hàng free size nhá. Con này em nghĩ là tầm khoảng dưới 58 cân được các chị vừa nhá. Đấy, đây là cái Gucci nâu kia, Gucci nhiều màu. À dặn rồi á, thế thì mai ở nhân viên dồn hộ chị, hộ em với nhá. Chị bảo nhân viên nhà em dồn đơn với ngày hôm qua nhá, không sợ là các bạn ấy không biết ý ạ. Nếu mà dặn rồi thì chưa đi đâu ạ. Ok, áo cốm hở hai vai chị Vân Anh Trần này. Đây với hình Fendi nữa này. Đấy, các chị ghi là áo bò nhá, áo bò cho em 290. Hình Gucci nâu, Gucci nhiều màu với cả Fendi nhá. Cái này là hàng siêu cấp nha các chị nhá. Hàng đẹp, yên tâm nhập đắt lắm, nhập vào 260 nên bán chị 290 đấy các chị. Đây nhá. Đẹp lắm mọi người, màu nâu đẹp này. Mặc cái quần bò đẹp hơn chứ mặc cái quần chân ren này nhìn trông nó chuối lắm. Nhìn trông nó bị dìm hơn bao nhiêu luôn ý. Quần bò ok rồi, áo ren đây, mặc lốt con này sẽ lên. Mặc lốt con này sẽ lên các chị, đây mặc con này nhá, mặc màu đen. Mặc lốt con áo ren cổ, à quên, áo len cổ ren 129.000, sau đó mặc quần bò nhá. Ok, chị Phương Thảo Nguyễn nhá. Sơ mi đũi nhớ cho em là tầm dưới 5-6 cân thôi, con đấy nó không to lắm đâu. Khoác bò Tha Vũ, các chị ghi mã hàng là khoác bò 290. Em có khoác bò Gucci nhiều màu này. Đấy, cái này thì nó hơi sẽ hơi kiểu sặc sỡ, nó hơi ăn chơi một tí. Đấy, con này các chị là khoác bò Gucci nâu này. Còn con này là khoác bò Fendi. Đây là hàng cao cấp, hàng 290. Còn sắp tới sẽ về các chị hàng chỉ hơn 100 cũng có, nhưng mà sắp tới mới về nhá. Bây giờ nó chưa có nhiều mẫu. Ok, len cổ gen ISL để em tí len cổ gen nhá, 129.000 hàng loại 1 nhá. 60 cân em sợ không vừa đâu. 60 cân mặc sợ nó hơi kích chị ạ. Tại vì cái này tầm 58 cân thì mặc đẹp thôi, chứ 60 cân em sợ phải cao nhá, chứ không em sợ mặc không đẹp đâu chị ạ. Có thể vừa nó không đẹp nhá. Đây. Đấy, áo len cổ gen 129. Đây là đặc biệt con áo này định lên từ đầu like mà em quên đới mất đây các chị này. Con áo giọt lệ nhá, 99.000. Áo giọt lệ 99.000. Với là một cái áo này, một cái áo sát lách tăm trơn, em bán các chị có bao nhiêu nhỉ? 69.000 một áo thôi. Em ở nước nhà giá rẻ. Đây nhá, đúng không nhỉ? 65.000 đi. Con này các chị ghi là áo giọt lệ cho em nhá. Áo giọt lệ chất tăm rất là mềm mịn co giãn luôn nhá. Đấy, áo này là 99.000, các chị ghi mã hàng áo giọt lệ cho em. Giọt lệ miu miu cũng thế. Áo này dưới tầm 58 cân, 60 cân của thi vẫn vừa nhưng mà nó hơi ôm thôi. Ok, áo khoác len cổ gen ạ, 129 ạ. Em có màu đen, em có màu nâu các chị nhá. 129.000. Đây là áo giọt lệ chị ơi, áo giọt lệ nhá. Áo giọt lệ 99.000. Em có các màu này, em có màu tại không có, chưa có treo, khổ nhiều hàng quá em còn chưa thèm, chưa kịp treo móc luôn. Hôm nay hàng nó về nhiều quá, em vội ơi là vội lên like bị muộn mà. Tại vì vội quá mà chưa kịp chuẩn bị, chưa treo hết móc lên. Đây, giọt lệ nhá, 99.000. Áo cổ đổ để em tí, cổ đổ để các chị áo ISL nhá, ISL 99. Ok, len cổ gen mọi người ơi, 129.000 hàng loại 1, lưu ý cho em. Em cam kết 100% với chị hàng loại 1. Không phải cái hàng chất thun thun hay là chất ấy đâu, nó là chất len. Len nhưng mà len mông tơ ghi, xong cổ là cổ gen nhá. Từ đường may chất vải không phải chê luôn. Áo giọt lệ em có màu xanh này, màu xanh rêu này, màu nâu này. Để em treo đã nhá. Màu trắng này, áo giọt lệ 99.000 nha các chị nhá. Áo giọt lệ 99.000, các chị nhìn chất này. Các chị nhìn ảnh trải sàn, ảnh em like thì khác gì nhau không? Các chị nhìn này, đường may này, đẹp không mọi người? Đấy. Yên tâm mọi người, hàng đẹp 99.000 thôi, áo giọt lệ nhá. 99.000 nên số điện thoại. Ok, Thúy Trinh, chị Thảo cho đơn thì đọc tên một vài chị thôi. Gucci nâu bao nhiêu? Gucci nâu. Áo khoác này là chị ơi. Áo khoác này là 290 chị ơi. Áo này hàng cao cấp nhá. Áo này hàng cao cấp, hàng 290, các chị cọc tiền giúp em sợ bom lắm. Áo này bom về chắc bằng gấp 10 lần tiền lãi luôn ý. Nên là em các chị cọc em yên tâm em gửi nhá. Đây còn con áo tăm trơn này, tăm trơn 65.000 nhá. Các chị ghi là áo tăm trơn sát lách trơn. Còn áo giọt lệ 99 nhá. Đây, con này là tăm trơn này, tăm trơn là 65 này. Con nhiều này nhỉ? À đây vẫn là giọt lệ. Đây, áo giọt lệ nha các chị nhá. Màu nâu, màu trắng này. Màu xanh lá, à đâu, màu xanh gì nhỉ? Đây là màu cốm này, hay là gọi là cốm đi. Cốm nâu này. Màu xanh lá cây này.
màu đen, à quên, màu trắng này với màu đen nữa. Màu đen đâu nhỉ? Áo giọt lệ nha các chị ơi. Đâu nhỉ? Cái này là tăm trơn rồi. Áo giọt lệ các chị nhá, 99.000. Các chị ơi cứ lên đơn đi, em không đọc tên đâu, còn chưa kịp nhìn cái gì luôn ấy. Ok, mail cô đơn này. Đây, màu đen đây các chị, giọt lệ đen nhá. Mặc lên xinh lắm, nó là hàng cổ cao nhưng mà tầm này các chị mặc được rồi nhá. Mặc bên trong hoặc mặc một áo được, thời tiết bắt đầu vào thu đông các chị mặc được rồi. Đấy, áo giọt lệ nhá, mà chất tăm nó không có bị nóng đâu, không phải chất len đâu, nó chất tăm nhá, 99.000. Thun tăm nhá, chất cực kỳ đẹp luôn, 99.000 nhá. Ok rồi, tăm trơn là 65.000, từ từ để em tìm. Đâu nhỉ? Hôm nay lố thì nhỉ, chán đời thì nhỉ, bán hàng hóa còn đang không biết độ đây. Tăm trơn đấy nhá, tăm trơn thì là 65.000 nha các chị. Tăm trơn để em tìm bảng màu, đã không biết màu với đâu hết, từ từ em tìm nữa. Đây có màu này là màu vàng này. Hình như là có 4 màu hay sao ấy, 4 hay 5 màu ấy. Ủa đâu hết rồi nhỉ? Này màu trắng này, tăm trơn là 65.000 các chị nhá, tăm trơn 65. Tăm trơn này thì chất nó cũng giãn nhưng mà cái kia giọt lệ 60 cân được, nhưng mà tăm trơn thì em nghĩ tầm thời gian đơn giãn nhiều lắm. Nhưng mà 60 cân mặc nó hơi ôm nhá. Em cứ tầm 58 cân mặc đẹp nhá. Em sợ các chị mặc không đẹp thôi, chứ còn nếu để vừa thoải mái vừa. Màu gì rồi nhỉ? Màu xanh cốm này, màu cốm, màu trắng, màu nâu này, à màu be này, màu đen nữa cơ, có cả màu đen với cái màu gì nữa cơ. Áo giọt lệ ok, tâm tiến tài nhá. Áo hồng để em tí, chị Ngọc Sapphire xin số với chị ơi. Con xin liên kẻ xanh, à kia áo đấy là 119 chị ơi. Đấy là áo dài tay nhá, áo lưới dài tay. Đây ạ, màu be nhá, 65.000. Với cái màu gì nữa nhỉ? Màu đen này, à màu hồng nữa này. Ừ, vẫn còn mấy màu nữa để em tìm. Đây các chị ghi mã hàng này cho em là áo tăm trơn nhá, 65.000. Dưới 58 cân, 60 cân mà các chị người gọn vẫn mặc được. Áo hở hai vai mặc rồi đấy chị, ok, mặc trời hồng nhá. Tăm trơn 65. Còn giọt lệ là 99, cái chất tăm này mặc nó là sướng. Không bao giờ bị bai xù và nhão, và chất nó vừa phải, không phải hàng len, nên mặc nó không bị nóng. Đấy các chị trong miền Nam mặc được. Còn miền Bắc thì mặc bên trong giữ nhiệt càng tốt. Nói chung là cái chất này em thấy chất đẹp đấy ạ. 165.000 nhá, áo tăm trơn. Tăm trơn 65, giọt lệ 99 được chưa? Len lỗ em còn, chị Thùy Trinh ơi, len lỗ 119 em còn. Đây, tăm trơn mọi người nhá, chất tăm này, đường may rất là ok luôn nhá. Cứ tầm 58 cân quay đầu các chị vừa cho em, 65.000. Màu hồng này, màu be này, tăm trơn 65. Đây là nước nha các chị nhá. Vết nước đây, em vừa làm đổ ít nước ra. Đây là màu trắng này. Và đây là màu cốm. Chốt đơn các chị ghi cho em là áo tăm trơn nhá, 65.000. Tăm trơn 65. Còn đây là giọt lệ. Áo giọt lệ là 99 nhá các chị nhá. Giọt lệ là 99. Đấy, đen trắng này, xanh lá này, nâu này, với cả cốm nhá các chị nhá. Áo giọt lệ là 99.000. Ok rồi chị ơi, tăm trơn ok, kim chung. Len lỗ em còn đấy chị ơi, chị lấy màu gì? Rồi em qua mẫu tiếp theo nhá, em mặc các chị là len cổ gen. Bây giờ lên cái gì ấy nhỉ? Lên cái gì thì quên mất rồi. Bắt đầu. À đây, áo sát lách này các chị ơi. 95.000 các chị nhá, 95.000 đi. Các chị ghi là áo baby đi ạ. Áo sát lách baby nhá, 95.000. Sát lách baby 95.000, có màu trắng với màu hồng. Sát lách baby nhá. Cái này là len nhiều cúc này, len nhiều cúc 138.000 nhá. Đấy, cái gì thì quên đới mất rồi. Rồi nhá, qua mẫu tiếp theo. Len lỗ em ấy rồi. Ok chị, lối thoát chị ghi rồi. Áo hồng các chị ghi là áo hoa hồng thôi. Áo hoa hồng đấy em đang sale 149 chị ơi. Ok, chị uốn tóc Kiều Trinh nhá. Chị lối thoát nếu mà có đơn ghi dồn đơn, không có đơn cho em xin số. Đây các chị ghi là len cổ gen ạ. Len cổ gen 129.000 các chị nhìn này. Nhìn chất này, đường may này, cúc ngọc này. Cái hàng này bên trong chợ giá buôn nó là hàng 11 13 đấy, 11 đến 13 các chị ơi, em bán lẻ các chị 129 thôi nhá. Tiếp này. Đây, à con áo này đúng không? Áo này các chị ghi mã hàng là áo lưới. Áo lưới silin nhá, áo lưới chữ silin. Hàng này là hàng thêu các chị nhá, nhưng mà cái này áo lưới các chị mặc áo bờ đai bên trong là không được, sẽ bị lộ đấy. Áo cổ đổ. Slack baby là 95.000. Áo len tay dài nhũ đi nhá, len tay dài nhũ. À đây á, đồng áo này á. Áo đá bây giờ chuẩn bị lên, bây giờ lên áo đá nhá, chuẩn bị lên bây giờ áo đá. Đây áo cổ, áo này đúng không? Áo này các chị ghi là áo ISL. Ok, nhung rồi nhá, len cổ gen là 129. Đấy, có màu nâu. Kẻ nâu với kẻ đen các chị, 129. Đây các chị ghi cho em mã hàng là len lưới silin. Len lưới silin, cái áo này nó là len lưới, nó hàng dài tay các chị mặc áo bờ ra bên trong. Nó là len lưới nên là nó sẽ bị lộ đấy các chị nhá. Mặc áo bờ ra hay áo quây bên trong cho em, giá 119.000. Quần bò để em mặc cái này, có quần bò nhá. Quần bò đâu nhỉ? Đây. Em có quần, có cả quần bò suông đấy. Nhưng mà cái này size S cũng vừa không này. Chứ hôm nay em không đeo đai bụng, không biết có vừa không.
Rồi ok rồi chị ơi, sơ mi hoa hồng, áo đấy mặc rồi chị cứ chốt đi. Áo đấy của em giá có 149.000 thôi, đang sale số lượng có khoảng tầm 20 áo nhá. Còn đây là quần tắc ta chân ren này, tắc ta chân ren nhá. Hàng Sky mọi người, chất đẹp lắm. Đấy, hai lớp nhá mọi người, hai lớp nhá. 160.000 hàng loại 1. Rồi em mặc cái quần nó có vừa không đây này. Hôm nay còn vội quá không có kịp đeo đai bụng, không biết có vừa không. Ôi giời không vừa rồi. Áo Thạnh Trinh áo tầng hoa lấy màu gì nên em xin số chị ơi. Len lưới silin màu xanh kẻ, ok. Ôi vẫn vừa nhưng mà hơi kích. Hơi kích các chị ơi, quần bò này mặc hơi kích kẻ, mặc mờ cơ. Mặc S này hơi chật rồi. Hơi chật lắm. Mặc ôm lắm, đây quần bò đấy các chị nhá. Là còn mặc nó bị vặn hết cả quần đùi bên trong của em lên đây này. Ok, mắt híp rồi, bông tai dây chuyền đó. Đây bông tai có về cái loại này, 49.000 nhá, bông tai LV. Tối em sẽ úp ảnh mẫu bông tai nhá. Em có hôm nay có kiếm được mối bông tai rồi nhưng mà vẫn chưa lấy được nhiều hàng về ấy, tại vì nào hôm nay mưa các chị ạ, mưa người ta dọn hàng sớm. Đây bông tai em có mấy loại này, đồng giá 49.000 đẹp lắm, đính đá nhìn nó xịn sò lắm, tối múc ảnh nhá. Ok, áo đá ISL là 99.000, lên nốt em sẽ lên áo ISL. À đấy quên rồi, ISL mặc cái quần này sợ nó không đẹp, nhưng mà cái này không cắt, em chưa cắt khuyết đâu. Đấy quần bò ôm nhá, em mặc này xét nó chật, nó bó quá, xong nó còn vặn hết cả quần lên này. Quần bò ôm này của em giá là 200.000 nha các chị. Áo tầng hoa chị lấy màu gì chị ơi? Áo len lưới đen đó. Len lưới các chị ghi là áo silin đi ạ. Len lưới là cái gì nhỉ? Các chị ghi là áo len silin mọi người. Em có tất cả 4 màu nhá, có màu hồng này. Len lưới silin màu hồng. Anh lại lút vào dừa cho em muốn nhá. Len lưới silin màu trắng, màu đen với cả màu kẻ nhá. 119.000. Áo hồng tay bồng đi á, hồng tay bồng là cái nào nhỉ? À con áo len xinh á, len xinh mặc rồi mà bà ơi, mặc rồi mà. Chật quá. Áo len xinh con mặc rồi mà. Đây. Ở đấy, len gilet vịt này các chị này. Gilet vịt đẹp này, nhưng mà chưa có được sơ mi để mix cùng rồi. Gilet vịt của em là 140 nhá, sẽ len lông thỏ đẹp lắm, 140 của áo, chất rẻ đẹp cực kỳ luôn. Đây nhá. Đấy, áo này mặc kiểu như này nhưng mà thôi để em mặc cái quần bò đi, mặc cái này chật lắm. Quần bò này của em có màu tối không? Em đang ảnh nó có màu đen đấy, chật lắm. Em mặc M 55 cân không nhồi, không nhồi được S đâu. Nó co giãn thoải mái nhưng mà mặc nó bó quá. Quần nhà em là có S, M, L, XL nhá, đến khoảng tầm dưới 62 cân. Ok, Trần Phượng nhá. Thôi các chị ơi, cái quần này em mặc lên nhìn kinh lắm. Em mặc size M có chứ size S không nhét được, nhìn trông như con lợn ấy. Nó bó giò lắm. Đấy các chị mình mặc đúng size nhá, cứ mặc size gì thì đấy, em mặc size M em lấy M chứ S này không chịu không nhét được. Đây các chị nhá. Quần bò nhá, các chị xem ảnh mẫu mặc của em nhá. Ok, hoa suri em xin số với chị ơi. Áo bẹt vai màu cốm á, bẹt vai là cái gì nhỉ? Nhiều mã của em quên mất rồi, nhiều mẫu quá ấy các chị ạ. Đây nhá mọi người ơi, quần bò đây. Đây các chị nhìn ảnh mẫu và ảnh trải sàn có khác gì nhau không? Không khác một cái tem mác luôn, các chị yên tâm mình cứ chốt đi. Đây toàn là đinh này, CD này. Đấy. Đây ạ, quần bò ôm, các chị ghi là quần bò ôm cho em giá là 100 mấy nhỉ? Đấy lại đời lúi cả người. Quần bò ôm 200. Ok, chị Subi em chốt đơn rồi ạ. Quần baggy á, quần baggy hôm nay không có mẫu ở đây rồi. Quần baggy hôm nay tối lại ship hết hàng đi, không có hàng để mà dơ cơ. 59 cân mặc L được chị ơi. Cái áo đấy của cái quần này của em nó giãn nhiều lắm. Nhưng mà để các chị mặc đẹp mặc vừa size chứ mặc bó quá nó bị lỗ ấy, tại vì nó là hàng bò ôm mà. Áo bẹt vai cốm là áo nào nhỉ chị nhỉ? Chị cứ hay mặc size gì để size đấy cho em nhá. Đây, mặc tạm như này đi. Đấy, đây nhá. Áo len lưới silin. Con này của em dưới 60 cân vừa nhá. Đây các chị mặc sơ vin trước thả sau cũng được. Nói chung là con áo này mặc nó kiểu hơi phá cách một tí nha các chị. Đấy, em có màu kẻ nhá, màu đen trơn 119.000 ạ. Hàng lưới đẹp lắm mọi người ơi, lưới đẹp cực tay dài nhá. Hàng thêu. Đấy, có màu trắng nữa này các chị này. Nó là mặc áo bra bên trong, nó này mặc nó sẽ bị lộ nhá, màu hồng này. Đây, ghi là len lưới silin cho em 100 bao nhiêu nhỉ? Chị vai cốm, em không nhớ chị vai cốm là mã nào ấy chị nhớ mã không ạ? Hoặc chị inbox, chị chụp màn hình inbox cho em nhá, không nhiều khi nhiều mẫu quá em không nhớ. Hôm nay là em kiểu em bị làm sao em like không nhớ mẫu đâu. Để đấy, nó là tí đang uống. Để đổ hết áo vừa đổ nước đây này. Để đất đi. Len lưới Celine 119 này. Luôn cái mắt nó ngon. Lên áo đá đi. Rồi, lên cái gì nhỉ? Lên áo ISL, quên. Chân váy em mặc á, chân này của em là hàng 290 chị ơi. Em mặc hơi rộng đấy. Em sợ em béo, em lấy hẳn size L, nhưng mà mặc size L hơi rộng rồi.
Quần em mặc của em, quần này em có đăng ảnh đấy. Ok chị Quỳnh Như nhá. Ok các chị là quần bó ôm nhá. Đây các chị là quần bó ôm cho em nhá. Bó ôm giá 200, quần bó ôm 200. Em có một cái loại có quần bó ống đứng này, quần bò đây, quần bò gấp gấu này. Gấp gấu là 201. Toàn bộ nó chất co giãn nên các chị yên tâm, chất rất là co giãn. Đây cũng là size, đây size M, M ống. Ô đấy, sợ cái lối mạng yếu. Áo đính ngọc, đây về hết rồi chị. Đây nhá. Các chị inbox đi nhé, mẫu này em về hết nhá. Em có like không thôi. Nhiều khi là nhiều hàng quá em không like ấy. Nên các chị con áo tiếp theo nhá, con áo ISL nhá. Áo ISL 99.000 nhá các chị, ISL 99.000. Áo hoàng gia về chưa? Về rồi. Về đầy kìa, nhưng em không có bán lại đâu. Bây giờ các chị ở em dơ mọi người xem thôi, chứ em không có bán lại áo hoàng gia đâu. ISL cho em nhá, 99.000. ISL 99.000. Đây mặc thả ra sẽ như này, các chị mặc sơ mi đóng thùng cho em nhá. Đây. Thôi nhìn đằng trước thôi, nhìn xa nhìn em kinh lắm. Đây. Tặng kèm cái tag đá mọi người nhá. ISL 99.000 cho em. Mặc sơ vin đẹp mà các chị thả ra đẹp. Áo ISL có tất cả là 4 màu các chị ơi. Hoàng gia về rồi, hàng y ảnh các chị yên tâm. Em dơ mọi người xem thôi chứ em không muốn like đâu. Đây. Hàng cầm cái áo lặng trịch luôn, các chị yên tâm, hàng loại 1. Em không có like thôi tại vì là mẫu này em bán nhiều rồi. Áo hoàng gia là 230 chị ơi, SML nhá. Đây. Đấy. Y ảnh luôn nhá, tặng kèm với tác đá, tác nó là tác rời như này, được chưa các chị? Hàng đẹp lắm. Đây, chuẩn tem mác chưa? Các chị cứ nhìn ảnh trải sàn, ảnh em dơ nên không khác tí gì đâu, từ cái tem mác luôn. Không, em không đăng TikTok, với TikTok bây giờ em thấy ông không theo đâu. TikTok bây giờ nó nhiều cái hạn chế lắm, thuế má các thứ em thấy phức tạp lắm. Bây giờ tiền cốt các thứ lằng nhằng. Em đang nghiên cứu, em không có bay lên bán lại không, nhưng mà tạm thời em chưa bán lại TikTok đâu. Các chị đừng vào đặt nhá, hôm nọ có 56 chị vào đặt. Em phải hủy hết đơn ấy, tại vì là em không bán TikTok nữa đâu ạ. Cứ Facebook mà chơi, TikTok bây giờ nó bắt nộp tiền thuế rồi, nó nói chung là còn không được miễn ship như ấy đâu, nó còn đắt hơn tiền ship ngoài. Các chị tốt là đừng gửi đăng đặt đây cho nhanh. Áo nhung cổ gen em không có like chị ơi. Áo cốm hở vai á, đây là hở một vai, còn đây là hở hai vai chị ơi. Rồi nhá, em mặc các chị lên đơn, các chị in áo ISL cho em nhá. Cái này em mặc với là quần màu đen xinh hơn, vừa đang mặc cái quần màu đen lỡ thay ra mất rồi. Đấy, các chị mặc cái quần tác ta này cho em rất là xinh nhá. Nó phồng phồng một tí, cái chân này em mặc hơi rộng. Đấy, mặc nó kiểu như này này. ISL nhá mọi người. Có màu đang mặc là màu nâu này. 99.000, chất liệu vải thun nhũ 40-60 cân. Đây là màu đen các chị nhá. Đây của em là màu be, đây là màu trắng. Để chốt cho anh ghi mã hàng là áo ISL. Áo tầng hoa, đây có các màu đây chị ơi. 4 màu. Áo tầng hoa đây chị ơi. Tầng hoa em nhiều màu lắm. Tầng hoa đám bao nhiêu nhỉ? 140.000 nhá chị ơi. Tầng hoa 140. Đây. ISL mọi người chốt đơn em nhá. Ok chị Chi Thủy nhá. Cốm hở vai một bên có màu cốm, màu nâu, màu đen, màu trắng chị ơi. Đây bảng màu đây ạ. Đây ạ. Áo sơ mi hở một vai nhá. 129.000. Còn đây là sơ mi hở hai vai. Cũng là 129. Đây sơ mi hở hai vai đây chị ơi. 129.000 cái quần này mặc rộng rồi. Mai đổi size S em định mặc quần em đi chơi nhưng mà lấy tham quá, lấy sản size L mặc rộng quá. Sơ mi hở không hở vai không có nhiều đấy chị, có nhiều đấy để em lên nhá. À lấy mã này các chị ghi là áo ISL cho em nhá, giá 99.000. Màu đen này, màu be này, màu trắng em mặc các chị là màu nâu nhá. ISL 99.000. Rồi tiếp qua mẫu tiếp theo. Em mặc rồi đấy chị Đô Đặng ơi, các chị vào xem sau đấy. Bây giờ dành thời gian mà like mẫu mới là nhỡ là mặc rồi thì em không mặc lại nữa nhá các chị nhá. Ok chị Nguyễn Tuyết nhá, dưới 60 cân các chị vừa. Các chị cứ chốt đi, áo đấy mặc lên xinh lắm. Không phải lăn tăn đâu. Chân váy mặc của em hơi rộng. Em chưa biết gọi là chân váy xẻ đi. Nó có nhiều màu lắm chị ạ, đây này. Bên trong là quần, bên ngoài là giả váy. Em mặc này nó rộng quá này, em thừa bao nhiêu này. Em phải mặc M thôi nhưng mà nghĩ bây giờ tăng cân béo quá nên là phải lấy hẳn L, mai phải đi lấy size bé hơn. À ừ quên đấy, áo đá chị ơi. Áo len lưới có những màu gì? Áo len lưới silin đúng không ạ? Len lưới silin có màu kẻ nhá chị nhá. Có màu kẻ, màu đen, màu trắng với màu hồng. Chất đẹp lắm chị ơi, hàng thêu nhá, len lưới silin. Giá là 119.000. Em lên các chị áo đá đi ạ, các chị nào cho em xin dấu chấm lên áo đá nào. Để em xem có nhiều chị mới lên không. Đồ bộ cũng chưa lên cơ. Áo cốm trên cùng. Đấy, đấy là sơ mi hở một vai đấy chị. Em chưa đăng ảnh đâu, sơ mi hở một vai giá là 120
29, cái gì cũng muốn mua. Ôi giời ơi bà ơi, tôi cũng cái gì cũng muốn lấy về bán đây, nhưng mà chỉ gọi là trong khả năng thôi. Cái mẫu nào nó đẹp đẹp thì lấy về thôi. Rồi nhá, em qua mẫu tiếp theo lên các chị áo đá đi. Cái quần này mặc rộng rồi, sơ mi hở vai mặc rồi đấy chị. Các chị có thể xem lại live stream hộ em với nhá. Bên mặc, ui dồi chết, áo này mặc cái kiểu gì này. Ui dồi ôi, áo này nó lỏng lẳng này. Như thế nào nhở? Trời ơi quá, này vội quá, làm cái gì nó cũng hấp vội vàng hấp tấp nên. À đây, như thế này. Áo đen trên cùng hả? Áo đấy của em còn không nhớ giá cơ. Các chị ơi, hôm nay em không nhớ giá luôn. Nói chung là giá từ 250 đến 270 nhá. À được, cái này riêng cái này là 23 này. Quần bò mặc của em là hàng 290. Ok, rô đặng nhá. Ok, anh Ngô. Áo sơ có đúng này không nhỉ? Áo sơ mi hoa hồng kia 149 chị ơi. Đây là áo xoắn ngọc chị ơi. Còn riêng con áo này em nhớ giá, còn áo kia em còn chưa xem giá bao nhiêu cơ. Đây nhá. Đấy, áo này nó như mẫu mặc, không biết mặc này đúng chưa cô hay mặc ngược rồi này. Đây mặc lên nó xoắn như này các chị nhá. Áo xoắn ngọc giá là 230. SML XL các chị ơi. Đấy, áo cống hở vai trên cùng em mặc rồi đấy chị Giang ạ, tí mặc lại nhá. Tí mặc lại. Em lấy cái này em kiếm thắt lưng ra, ra cái này mặc rộng quá. Rộng quá luôn ấy. Đây kể nó nhỏ nhỏ này vừa xinh này, may đổi size vậy. Rộng nó không vừa được. Đấy. Áo mặc các chị ghi mã hàng là áo xoắn ngọc nhá, giá là 230. Đây áo em mặc như này. Đúng không nhỉ? Đây các chị, xoắn ngọc nhá, SML XL giá là 230, chất liệu vải thun Quảng Châu. Vòng tay với cả dây chuyền thì các chị xem ảnh mẫu đăng nhá. Sơ mi hở vai á, 60 cân không? Cái kia mới là vừa 60 cân vừa, còn cái áo như màu cam này thì các chị ghi là áo đũi nhá. Áo sơ mi đũi cho em. Cái này nó cũng là hở vai nhưng các chị ghi là sơ mi đũi. Sơ mi đũi thì là 129. Đấy, áo xoắn ngọc ok Hoàng Lan nhá, xoắn ngọc 100 à quên 230 chứ nhỉ. Xoắn ngọc là 230 nhá các chị nhá. Đây. Em đăng ảnh ở đây các chị xem ảnh mẫu đăng là tế nhất. Đây con áo này đẹp. Áo này của áo gì quên, của không nghĩ tên, gọi là cái gì, áo dập ly đi. Áo trễ vai dập ly nhá. Con áo này cũng không nhớ bao nhiêu đâu. Một là 250, hai là 270, chỉ một trong hai mức giá thôi. Đây các chị chốt, các chị ghi mai em báo lại giá ok các chị chốt nhá. Các chị ghi là áo dập ly cho em nhá. Đây ạ. Sun sun vân vân vân. Đây áo sun đen đây. Áo này thì là 27. 27 xe like còn 26 nhưng mà con áo sun này nhá. Ok, Trần Phượng nhá, áo xoắn ngọc mọi người chốt đi đẹp lắm, 230 thôi, mặc nó rất là đẹp luôn. Mặc thời trang các chị mặc đi chơi này, đi chơi đi ăn cưới đi tiệc mà nhìn nó rất là sang nổi bật luôn ấy. Lên mua nhá, con này lên mua. Xem ảnh mẫu em đăng đi. Quần này rộng quá. Quần này làm nào cho nó bé lại rồi nhỉ, em mặc nó rộng nó cảm giác nó bị mất form. Ok, Thúy Hà nhá, size SML XL. Áo xoắn ngọc 60 cân vừa áo chị ơi. Quần thì không vừa đâu, quần này tầm 57 cân thôi. Em 55 cân rồi. 57 58 cân mới vừa quần nhá. 60 cân không vừa quần, chất này nó không giãn đâu chị ạ. Đấy xoắn ngọc này nó hơi lằng ngoằng, các chị về mình nghiên cứu cách mặc nhá. Chẳng biết mặc này đúng chưa. Em cứ mặc theo ấy. Đây là đúng rồi, đây rồi. Đây này, đẹp lắm, nó xoắn nó vặn vẹo. Nói chung con áo này nhìn nó rất là lạ nha các chị nhá. Giá là 230 thôi, 230. Áo lấp lánh. Con áo lấp lánh này đẹp này, đẹp lắm, đính đá này. Ôi xịn sò cực kỳ luôn. Chân váy mặc là 290 chị ơi. Đấy, áo lấp lánh rất là đẹp nhá. Hàng không biết là hai mấy, quên mất rồi, không nhớ giá. Áo này em chưa xem giá. Các chị cứ chốt mã đi. Mai em báo giá chính xác nhá. Mai nhân viên sẽ báo giá chính xác. Các chị ok thì các chị chốt. 62 cân mặc XL. Áo xoắn ngọc đến 65 cân vẫn vừa chị ơi. 65 cân. Đây con áo sun sun này. Áo sun sun này là 27, xe lai còn 26. 46 cân mặc S, chị Vinh Thanh Trần em xin số. Các chị yên tâm đi, tất cả những mã hàng em đều là hàng loại 1 nhá, mà giá bao giá rẻ thị trường luôn. Em mà đã bán lên 250, 270 các chị mua ngoài phải tầm 350, 400 nghìn. Các chị không tin hỏi mấy shop bán cái áo này mà xem. Đây con này đẹp này, con áo sun sun này đẹp này các chị. Áo sun nhá. Áo này 260. Đấy, áp dụng khách chia sẻ, còn nếu không chia sẻ là 270. Em có màu đen màu trắng nhá các chị nhá, ghi mã hàng áo sun cho em. Áo sun. Tem mát xịn sò luôn. Áo này mai mặc đầu like, mai lại lần nữa coi chứ hôm nay like chổng chả đâu vào đâu cả. Hôm nay em like loạn hết cả lên. Chả ra mã nào với mã nào. Đây các chị nhá, áo sun này, đẹp tuyệt vời luôn các chị nhá. Trước em bán hàng phiên bản hàng gộc tay nó đã 27 rồi. Đây hẳn một cái áo dài tay như thế này cũng chỉ có bằng 270 thôi. Ok anh Trang nhá. Vinh Thanh Trần em xin số đi chị ơi. Chị Trần, chị Trâm Oanh lấy size XL cho em là vừa, em bao vừa chị mặc thử luôn.
ship đến bóc hàng ra mặc thử lên người không vừa, giả lại hàng cho em đảm bảo vừa luôn. Con đấy hàng siêu giãn luôn các chị ơi, 65 cân vẫn vừa, cái chất này chất thun Quảng Châu mà 3-4 người chui vẫn vừa luôn, đừng nói là 65 cân, thậm chí 70 cân mà các chị người gọn vẫn vừa nhá. Đây nha mọi người, áo sun nhá, đi mã hàng áo sun cho em nhá. Con này mặc đẹp cực. Cái này mai đổi size thì mặc cái quần này bé, à mặc cái quần này ấy quá. Quần này rộng quá. Đây, rộng nhìn trông nó mất form. Đáng lẽ ra nó size S thì mặc nó eo eo nhìn trông nó còn đẹp. Đây đây chả có eo quá. Đây các chị nhá, áo sun nhá, hàng 270. Xe lai còn 260, áo kéo cổ được. Kéo cổ lên nó thành như thế này. Đấy, kéo cổ lên cho thành như này, được chưa? Thành cổ tròn nhá. Còn nếu mà các chị không thích kéo cổ, các chị mặc trễ ra thì nó thành cổ bẹt vai như này. Nó là chun mà, nên các chị mình mặc thoải mái được. Con áo này của em 62 cân quay đầu vừa, SMLXL, đặt hàng lên số cho em. Em ở Gia Lâm Hà Nội, địa chỉ cụ thể ở trên thông tin avatar và ảnh bìa. Em có ghi cửa hàng của em rồi, các chị vào xem nhá. Hôm nay tạm thời áo đá về, áo sun, các chị chốt đèo sun đẹp lắm, mặc lên vai được. Nói chung con áo này nó sẽ điệu. Đấy các chị mặc nhìn không? Nhìn trông nó nổi bật luôn, nhìn đơn giản, nó chỉ có những cái bèo bèo rúm rúm thôi. Đây mặc lên vai nó như thế này. Đấy mà thích đẹp nhá, thích đẹp hơn. Chị thêm em một cái bát dài như thế nào. Đâu mất rồi. À đây. Đây các chị, thêm em một cái tóc cài này cho em nhé. Nhìn trông cái áo nó trẻ trung đẹp hơn rất nhiều luôn. Áo sun kệ Thùy Thanh, em bao vừa các chị luôn, yên tâm. 60 cân mặc được chị ơi. Đấy các chị ghi là sơ mi hở một vai nha các chị. Áo đấy của em là 40-60 cân, giá 129. Đấy, thêm một cái tóc chà neo nhìn nó xịn sò đẹp hơn nhiều các chị thấy không? Đẹp lắm, các chị chốt đi. Con áo này thật không mua hơi phí luôn. Chẳng qua hôm nay em like, em không chú ý like em nên là nó hơi loạn, nên đáng lên mặc đầu like các chị có mà bão đơn. Nhưng mà hôm nay em thật sự hôm nay em bận quá, lấy về người nó kiểu vừa đi mưa gió về, em like oải lắm, nó không có tâm trạng để live stream luôn ấy. Ok, Tâm Tiến Tài nhá, áo sun trắng, áo sun đen nhá. Đấy, mặc đẹp lắm các chị chốt đi. Xinh lắm, mọi người chốt đi, không mua hơi phí luôn. Đấy, 270 chia sẻ like còn 260. Em bao các chị giá thị trường luôn. Áo nâu phía dưới bao nhiêu? Áo nâu này là 99.000 chị ơi. Áo này các chị chốt ghi là áo ESL nhá, 99.000. Cái này em mang sẽ mix các chị với cả quần bò ôm, mặc cái là với cả quần kiểu quần tắc ta ấy, chứ còn hôm nay em mặc cái chân này nó không hợp. Đó, áo ESL nhá, 99.000. Đây mã tiếp theo các chị. Đây, áo hoa hồng, em lại về thêm rồi tại vì khách nãy cứ hỏi. 105. Ok, Thoa Vũ nhá. Chị Thoa, các chị nào có đơn ghi dồn đơn, còn không có đơn cho em xin số. Áo nâu phía dưới đấy là áo đây, áo ESL có đăng ảnh rồi đấy. Các chị chốt thì áo sun nhá, qua mẫu tiếp theo. Đây là áo gì nhỉ? À lên con áo giọt lệ đi. Áo giọt lệ em chưa có thử. Áo sun chất đẹp lắm. Thun Quảng Châu nhá, nó mềm, nó mịn, nó mát thật sự các chị luôn. Con áo này hàng cộc tay đã 27 rồi. Bây giờ dài tay nó vẫn bằng giá cộc tay luôn. Hàng Quảng Châu tem mát xịn sò. Con áo này ra shop mua không dưới cửa 350. Thật em đi đầu đất luôn. Nhập đắt như này cơ mà. Mà ra shop mấy cái shop mà ở trong nội thành ấy, người ta thuê đến tận 30-40 triệu một tháng thì người ta bán làm sao bao nhiêu cái lãi cho đủ. Nên là phải bán đắt. Nên em bán live stream em không cần mất cái gì hết. Em chỉ có bán live stream không. Đây, áo hoa hồng, chị lấy mọi người chốt thì áo hoa hồng. Giá 149 nhỉ. Rồi, em qua mẫu tiếp theo. Cố mở dưới, ok, Thanh Nga ESL là 99.000, chị ơi, ESL 99.000, bảng màu nhá. Có màu đen, 99.000, màu đen, màu be, màu trắng với cả màu nâu, áo ESL cho em. Áo sun, ok chị. Con áo cố mở dưới là áo này chị ơi. À đây á, em mặc con áo này màu nâu nhá. Áo này các chị ghi là áo sơ mi hở một vai ạ. Len sinh hồng là 115.000 thôi chị ơi. Các chị chốt đi áo đấy thật sự luôn là giá. Anh hứa quá, hứa đâu quá. Đây là len sinh hồng đây chị. Này chán lắm, này lai chán. Không, không mỏng, hàng hai lớp chị ơi. Áo cốm cổ vuông kia. À đây nhá. Này á. Áo này của em các chị in áo cúc bọc chị ơi. Cúc bọc nhá, giá 149. Size ML dưới 58 cân, áo cúc bọc 149.000.
Cúc mọc bọc 149. Đây. Sơ mi hở hở một vai đây, mặc nó lên form rất là xinh các chị ơi. Đấy, sơ mi hở một vai nhá, giá là 129.000. Nhưng mà quần bó mới tôi cháo quần nào tôi mặc ấy, để áo đấy để mai tôi lại lần nữa nhá. Like một ca buổi tối mai để cho các chị xem lại chứ. Hôm nay em like em ấy lắm, chất đẹp chứ chị Thùy fan thôi. Em thề các chị luôn, áo đấy ngày trước em bán đã ra giá bán ra 180 đấy. Bây giờ cuối vụ rồi, em bảo các chị bên kia nó đi trước mà bán tầm một tháng người ta xả rồi. Thế là nó còn ít, còn độ khoảng tầm 20 cái em lấy về em bán lốt các chị đấy, chứ còn giá gốc của nó 180 cơ. Đây nhá. Đấy, đây là sơ mi hở một vai cho em. Hôm nay là không chú ý like các chị ạ. Đầu đang ngứa điên cả người này. Đang ngứa điên cả đầu này. Em đi mưa về nó dính nước mưa ngứa quá đây. Đấy, đây là sơ mi hở một vai nhá, rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn các chị. À, cổ bẻ nhá, đây. Đấy. Có màu nâu nhá, màu nâu, màu cốm, màu đen, màu trắng. Giá là bao nhiêu nhỉ? 129.000 các chị ơi. Đây là sơ mi hở một vai, bộ ok chị chuẩn bị lên bộ nhá. À đây là sơ mi hở hai vai rồi. Đây là hở hai vai rồi các chị. Hở một vai đây. Đây nhá, hở một vai có màu cốm này, màu đen này, màu trắng và màu nâu, 129.000 các chị nhá. Đấy các chị chốt đi là sơ mi hở một vai. Áo đá trên cùng chị đăng ảnh rồi đấy em ơi. Áo đấy còn áo gì nhỉ? Áo đấy không biết đăng gì, áo đấy. Áo này chị không nhớ giá đâu nhá. Áo này cứ chốt thôi, chị không nhớ giá đâu. Chả biết là bao tiền, nhưng tại em lấy về nhiều hàng quá mà em lên like luôn, chưa xem lại giá luôn. Áo này là áo lưới, xong nó có tag chân eo. Áo này không nhớ bao nhiêu, 250 hay 270. Sơ mi hở một vai 40, 60 cân các chị nhá. Giá là 129.000. Đen chấm bi, đấy là gọi là áo lấp lánh. Ok, Nguyễn Lan em xin số chị ơi. Hở vai đũi đi ạ, đấy gọi là áo sơ mi đũi. Áo đấy thì từ để em tí đây. Áo đấy đi á. Đâu nhá. Đây áo sơ mi đũi đây, giá là 129 luôn. Áo đen chấm bi đấy, em đăng ảnh đấy chị, áo đấy gọi là áo lấp lánh. Nhưng mà cái áo này hàng đũi là các chị mặc là nó cũng hơi mỏng đấy nhá. Ok, Nguyễn Lan. Đây. Áo hai dây mặc thật ra là áo hai dây em không bán, nhưng mà em có kiểu hai dây bún như này thì là 40.000 một áo. Còn áo em mặc nó là hàng đệm rồi. Áo bra này em mua lâu rồi, bây giờ lấy cũng không có hàng đâu. Nhưng mà nó cũng kiểu dây nha, em mặc thì là 40.000 một áo nhá. Đây. Đây sơ mi đũi đây chị ơi. Đấy, nó hở lệch lệch như này. Nhưng mà nó hơi mỏng. Cái này chất đũi mặc nó sẽ hơi lộ. Rồi, tiếp tục nha các chị ơi. Hở hai vai đi á, hai vai mặc rồi đấy. Cũng gọi là chị mẫu em mặc rồi, bởi vì lên mẫu khác các chị đợi lâu ấy. Đây hở hai vai mặc nó chỉ như này thôi. Mặc kiểu màu đen nhá. Hở hai vai là 129 thôi các chị ạ. Hôm nay em không chú ý like đâu nên là nhiều mẫu mà em còn chưa nhớ giá đấy thì có gì mai em lên lại một ca nữa các chị vào xem tối mai vào xem dồn đơn nhá. Mai các chị gọi điện nghe máy cứ chốt cứ nghe máy bình thường. Để báo dồn đơn thì báo nhân viên nhà em để tối mai em lên một lần nữa. Thế sau đó các chị dồn nhá. Đây. Hở hai vai đây. Đây nhá, hở hai vai đây. Đấy, cài cúc hết vào cũng được. Nó cũng thật mà. Đấy, có màu đen, màu cốm, màu nâu với cả màu trắng ngứa quá. Hôm nay like không thoải mái lắm. Sơ mi xanh đặt. Em đi hàng rồi chị, vé máy bay ơi. Quần mặc là 290 chị ơi. Áo đấy là áo sơ mi trơn em đi hàng rồi nhá, em ship cho chị rồi. Rồi lên các chị quần áo gì nhỉ? Len xinh mặc rồi. Thôi đang ngứa đi ngửa đầu luôn đi. Ngứa đầu quá. Nó dính tí nước mưa mà ngứa quá. Hôm nay like chả tập trung được gì cả các chị. Thôi tối mai lên lần nữa đi. Tối mai lên lần nữa để cho các chị dồn đơn. Đây con áo này các chị nhìn là áo hai dây tầng đi ạ. Hai dây tầng cho em nhá. Giá 129.000. Sơ mi xanh em gửi rồi, không thấy gọi á. Chị inbox rồi mà, inbox là đi hàng rồi. Inbox là đi hàng luôn chứ không gọi chốt đơn đâu chị. Đây nhá. Đấy, hai dây tầng các chị ơi.
Thôi em cởi quần này ra đi, khổ cái quần mặc nó rộng trông nó chả lên form gì. Len chị Kim Trung á, chị ghi dồn đơn em với. Áo len lưới silin đấy là giá là 119 nhá chị nhá. Thôi hôm nay lại 11 rưỡi rồi, mai mẹ lên. Các chị cứ ấy đi, cứ ấy đi. Mẹ thì đó. Nếu mà nhà em tầm Hà Nội tầm 2-3 ngày, còn tỉnh thì khoảng 3-4 ngày thì đấy. Nói chung là nó cũng gọi khoảng thôi. Nhiều khi phụ thuộc vào hàng về chậm, hàng về hàng có sẵn nữa. Nên là các chị cứ dư tầm 2-5 ngày đi. Nếu mà cần gấp thì phải báo em nhá. Đừng có không nói gì, lúc mà không kịp ý. Lấy thử áo đá là cái gì ạ? Đây, áo len hoa hồng có cổ nâu đây, 105 chị ơi. Đây 105 nghìn đây. Ok chị, anh Trang 60 cân vừa nhá. Đây len này. Tối mai em chuẩn bị trước giá tiền rồi em. Ui ngứa quá. Rồi sau đó em sẽ like lần nữa nhá. Hôm nay có dính tí nước mưa rồi. Ngứa điên cả người luôn, ngứa đầu. Làm này nó không được tập trung ấy. Nó cứ cảm giác like nó cứ kiểu chán của gì các chị ạ. Nên là em like sương thôi các chị, đến tầm 11 rưỡi em dừng. Áo đen từ trên xuống thứ hai bao nhiêu? Áo đấy không nhớ giá. Áo đấy với 250, 260 em không nhớ giá chị ạ. Mai lên lại nhá, hôm nay em không chú ý like nên là bật máy lên cái nhiều khi còn nhiều mẫu còn chưa xem lại toa biết giá tiền như nào. Đấy, áo này của em các chị ghi là áo 2 dây tầng nhá. Mặc được kiểu 2 dây mặc kiểu chê vai. Giá là 129.000. Ok, Thúy Phan nhá. Các chị mình cứ chốt đi, mai nghe máy bình thường thì xong nhân viên gọi chốt đơn bảo em ơi, em giữ đơn lại cho chị, ngày mai lại trốn thêm cái lại chị chọn thêm hàng rồi hãng đi hàng. Nhân bên em ngày mai sẽ like lần nữa, tối mai em vẫn like nhá. Ngứa đầu quá. Sóc xanh và trắng không? Em sóc xanh trắng là mã gì nhỉ? Sóc xanh trắng là mã gì chị? Hai dây tầng nhưng có màu cốm này. Em có màu hồng các chị nhá. Ghi mã hàng là áo hai dây tầng cho em. Hai hàng hai lớp, em có size S và M dưới 60 cân. Màu nâu, màu trắng với cả màu cốm nhá, giá là 129.000. Đấy, còn áo tầng hoa đây. Đây là áo tầng hoa. Áo tầng hoa này của em là 140 này, em có màu hồng nhạt này. Em có màu cốm này, áo tầng hoa 140 màu nâu này. Đấy, màu nâu, màu hồng đậm này, hồng sen ấy. Với cả màu be nhá. Đây là áo tầng hoa giá 140 với 57 cân. Quần váy jean vừa đây là 290 chị ơi. Sơ mi trơn về rồi, dâu tây về rồi nhưng mà hôm nay chị định không like. Đây, sơ mi trơn đây. Đây sơ mi trơn đấy các bạn ơi. Nhá. Hai màu hồng này. Màu trắng này. Màu cam này. Màu xanh biển này. Với cả màu này gọi là màu xanh gì nhỉ? Xanh ngọc hay xanh gì đấy em còn chưa đang không biết nhớ cái màu này là màu gì, định nói em quên mất không biết là màu gì. Áo này đằng sau lưng nó có cúc đấy các chị nhá. Đằng sau lưng có cúc. Các chị ghi là áo sơ mi trơn giá 180 hàng loại 1. Anh ngứa đầu quá. Áo xanh bao nhiêu, tác cài bao nhiêu? Tác cài này của em nó đi kèm nên là em chả biết bán bao nhiêu. Lên bộ đi các chị ơi, lên bộ nhá. Tác cài này bình thường em bán cái loại đẹp đẹp thì là 49.000. Ui thật em ngứa đầu lắm, em ngứa, em like không tập trung đâu. Nó dính tí nước mưa vào, nó ngứa điên cả đầu luôn. Quần đang mặc bao nhiêu, 160 là quần tắc ta chân ren hàng loại 1 nha em nhá. Quần chị mặc là hàng loại 1 đấy. Còn hàng loại 2 của nó thì bây giờ nó có đây nhưng mà nó là hàng 1 lớp. Còn hàng chị mặc là hàng 2 lớp em ạ. Rồi nhá. Lên đồ bộ nhá. À đây, các chị mua áo giọt lệ đi. Áo giọt lệ này. Em mặc áo giọt lệ nhá. Giọt lệ là 99.000. Ok, dâu tây nhá. Cái gì nhỉ? Quần đang mặc là hàng 2 lớp nhá, giá 160 lưu ý cho em này. Quần em mặc là hàng có 2 lớp. Nhớ nhá. Còn hàng loại 1, hàng loại 1, hàng loại 2 rất là nhiều. Nó may liền chứ nó không phải là 2 lớp như kia đâu. Như em mặc đâu. Em là lớp ui cái áo này 60 cân vẫn vừa luôn. Này, áo giọt lệ các chị ơi, mặc xinh quá này. Áo giọt lệ nhá. Nhưng mà đúng cái bên web thì nó lại đứng bên tóc em thả. Mà tóc em không thả là nhìn mặt em nó to lắm. Ngứa quá, ngứa đầu quá. Nhanh đi gội đầu phát ngứa điên ngừa. Đây áo giọt lệ các chị nhá, giá là 99.000. Cái này lên mặc quần bò thôi. Đây tiện này thôi nhá, mặc quần bò. Em ướm mà thôi chứ mai em sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, em sẽ like các chị từ A đến Z luôn. Hôm nay là em like sương các chị để gọi là cho nó đỡ bị chậm thôi. Áo giọt lệ 99.000. Đây nhá. Đấy các chị mặc quần bò cho em, các chị mặc cái chân máy bò nhá. Đây, bên này nó có khoét này. Áo giọt lệ thì là 99, còn cái áo thun tăm trơn này. Cái áo tăm trơn này thì sẽ là 65 nhá. Tăm trơn là 65, còn giọt lệ là 99 nhá.
Tam trơn em có màu cốm này, màu trắng này, màu be này, màu hồng với cả màu đen. Tam trơn là dưới tầm khoảng bao nhiêu cân nhỉ? 57 cân. Còn giọt lệ của em dưới 60 cân. Ok, tam trơn là 65. Chị Chi Nguyễn giọt lệ lấy màu gì? Em có màu này, các chị ghi cho em là màu xanh lá này. Em mặc nó đang bị, đây, nó che mất đấy rồi. Nó kiểu tay hến ấy. Đấy, áo giọt lệ em có màu này là màu đen này. Đây là giọt lệ màu trắng này. Màu nâu các chị này. Màu này màu cốm cho em nhá. Áo giọt lệ giá là 99.000. Ui. Ui ngứa thật sự luôn ấy, không tập trung mà bán hàng được, ngứa điên vào đầu. Đây các chị nhá, áo giọt lệ 99.000. Tâm trơn là 65.000. Cái này chất cực kỳ giãn luôn mọi người nhá. Chất đẹp lắm, giãn nhiều. Đây nhá. Nhìn của em này. 60 cân vẫn vừa nhá. Áo giọt lệ. Giá là 99.000. Rồi, cái gì nữa nhỉ? Lên cái gì lại nhiều mã quên hết rồi. Quên hết cả bài này, bài vở rồi các chị. Giọt lệ 99 các chị chốt. Chị Chi Nguyễn lấy màu gì chị ơi? Đẹp lắm các chị nhìn này. Đường may các thứ rất là ok nhá. Tăm co giãn mặc rất là nhẹ. Đây, màu cốm mặc trắng da này. Thật sự luôn, mấy cái màu này mặc nào cũng đẹp luôn các chị. Màu nâu mặc đẹp nhá. Nhưng mà cái này mai mặc các chị với quần bò, chân váy bò nó mới đẹp. Chứ mặc cái quần này nhìn nó chung nó chuối lắm, nó không hợp. Lên đồ bộ nhá. Em lên bộ đi. Ok, Bùi Phương. Các chị tối mai lại vào nhá. Hôm nay tối nay em like, em chỉ like một lượt thôi. Tối mai sẽ like kỹ hơn. Mai chuẩn bị em sẽ like kỹ hơn. Ôi ngứa quá. Ngứa đầu. Lên các chị bộ tăm cúc này. Đấy nhá. Bộ tăm khuy bấm. Ok Mimi. Chị Nguyễn Hằng ơi, chị cứ đặt đi. Mai mai nhân viên gọi, nếu em kiểm tra đi hàng rồi thì em sẽ gọi là sẽ hỗ trợ ship cho chị. Còn nếu mà chưa đi em sẽ dồn nhá. Em chưa biết đi chưa cơ. Đây, bộ này của em giá là 240, bộ tăm cúc bấm nhá. 240. Không, sơ mi trơn vàng không có. Vàng không có rồi. Bộ cổ vuông là cái bộ gì nhỉ? Xoắn ngọc. Ok, xoắn ngọc là 240 ạ. À 230 ạ. Mimi, chị có đơn cho em xin số với áo bông hoa là 149 chị ơi. Áo kia 149.000. Ôi em đang ngứa điên cả đầu lên này. Đấy nhá. Đấy, bộ này các chị ghi cho em mã hàng là bộ ghi bấm. Thôi có khi là chiều mai em like luôn nên các chị cứ chốt đi. Mai nhân viên gọi sau đó là muốn dồn đơn hay cái gì thì dồn. Đấy, xong em sẽ gọi chốt đơn tối mai hoặc chiều mai lia cà lưỡi cho các chị chốt. Bộ tăm không. Bộ tăm, bộ cúc bấm, bộ cúc bấm. Cái này cúc không phải cúc bấm đâu nhưng em cứ gọi. À đâu, ôi thôi chết rồi. Nó là cúc giả. Các chị gọi là cúc bấm cho em nhé. Nó cúc giả các chị ơi. Gọi là bộ cúc bấm cho em nhé. Em đặt tên mã thôi, nó có mũ này. Đấy, bộ này là 240 size ML các chị ơi. Nó có mũ này. Dưới tầm khoảng dưới 60 cân nhé. Đấy, em mặc các chị đi là màu nâu. Đây là màu be nhé. Màu be có màu đen này. Màu đen màu xanh nữa. Bộ cúc bấm ạ. Em đăng ảnh Facebook rồi đấy. Ok Nguyễn Hằng chị ơi. Thôi mai chị ấy em hỗ trợ ship lấy chị 15.000 nếu mà đơn đi rồi nhá. Tại vì nhiều khi hàng em cũng không nói trước được, nhiều khi là dồn cho các chị. Nhưng mà em chỉ hỗ trợ ship, không biết ship được vì lại ít lắm. Đây. Đấy, màu xanh này các chị này, bộ cúc bấm nhá. Màu xanh, màu đen, màu nâu với màu be. Các chị xem ảnh mẫu đăng đi, ảnh mẫu đăng nó nhìn đẹp hơn đấy. Hôm nay em chưa chuẩn bị được. Treo cũng treo không đúng kiểu nó. Đáng lẽ phải treo áo kiểu kia đây. Dây rút lằng ngoằng ra lên. Đấy nhá, bộ cúc bấm. Đấy, còn đấy, này, mũ nó này lại ỉu đằng trước đây. 240 nhá. 250 chia sẻ like vào 24. Đây, cái áo nó sẽ như này này. Đấy, các chị nhá. Bộ cúc bấm này em đăng ảnh rồi đấy. 24 size ML. Ôi dồi ôi, hôm nay còn mưa gió cơ. Ok, Tuyết Thanh. Đúng rồi, bộ này mặc đẹp mà. Bộ này mặc nên gọn người lắm. Đấy, 240 chất tâm đẹp dày dặn nhá các chị nhá. Chất này em chất tâm đẹp đấy, mưa sấm chớp này. Hôm nay chán đời lắm, hôm nay like chả có hứng gì. Chất đẹp lắm mọi người, quan trọng là chất nữa. Chứ còn form nó một chuyện, nhưng mà form đẹp nhưng mà chất xấu thì cũng vứt. Chất đẹp, form đẹp thì chất tâm này dày dặn, không có sợ chỉ thừa là luôn ấy. Áo nữa đi á, thôi. Em đang ngứa đầu lắm các chị. Em like tầm đến 11 rưỡi em nghỉ nhá. Mai lại lên các chị, mai lại vào xem like em like tiếp nhá. Hôm nay thật em thề luôn, cái đầu em nó ngứa điên, nổi điên ở đầu lên. Like không tập trung được tí gì luôn. Đầu dính nước mưa, nó chưa gội nó ngứa quá cơ. Áo xanh cốm á. Xanh cốm là áo nào vậy nhỉ? À áo ấy là áo cúc bọc tím đăng ảnh nhá. Con này áo giọt lệ thì chốt nốt đi.
99.000, đen này, trắng này, xanh lá này, cốm này, nâu. Thì các chị chốt áo giọt lệ nhá, 99.000. Lên nốt một cái mã bộ nữa các chị này, mã bộ màu gì nhỉ? Bộ mũ nhỉ? Bộ tăm mũ. Bộ đấy ạ, bộ đấy chị chưa treo. Nó trong đống hàng chẳng biết là đống nào, bây giờ bốc ra nó chẳng biết tìm được kiểu gì này. Em cứ chốt ebook nhá, hàng y ảnh yên tâm, hàng chụp thật 100%. Chuẩn từ cái tem mác luôn. Em cứ đặt đi. Áo xanh cốm đấy chị chốt cho em các chị ghi. À cốm nào? Cốm này á. Cốm này em đăng ảnh rồi, không cái cốm kia là phúc bọc. Hôm nay lúc đó em nghỉ đây. Đang sấm chớp mưa. Mưa còn tí sợ mất mạng. Chả bán hàng được. Đây các chị này. Đây là bộ tăm khóa. À tên quên. Bộ gì nhỉ? Bộ tăm mũ nhá. Em đi gội đầu đấy, ngứa lắm. Tối không ngủ được mất. Rồi các chị nhá. Đây, bộ tăm mũ đây. Có đen hay là có nâu. Đấy, bộ này của em cũng là 240 nhá. 240 đây. Đấy, bộ tăm mũ. Thôi chị ơi, hôm nay em nghỉ sớm, cho em nghỉ sớm một hôm. Hôm nay thật em đầu em nó ngứa lắm. Nó ngứa xong rồi like hôm nay like nó không được tập trung lắm. Nên các chị để mai đi. Đấy, bộ tăm mũ nhá. Bộ tăm mũ. Giá là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu quên rồi, 240 các chị ơi, 240. Được chưa? Bộ tăm suông cổ vuông cứ đặt đi. Hàng y cho em, chị khẳng định em là hàng y ảnh luôn. Không khác một tí gì. Lên cái gì? Đây để má sơ mi còn chưa lên được đấy các chị. Đấy mà áo sơ mi mà chưa lên được, em đi gội đầu đi ngứa lắm, không chịu nữa rồi. Em dơ lại lần nữa, dơ thôi nhá. Đây. Áo khuy đồng. Khuy đồng cọc tay nhá, 105. Đây bảng màu đây. Đen, lâu, be, trắng, cốm. Khuy đồng cọc tay. Đây là khuy đồng dài tay. Em dơ một lần nữa các chị chốt nhá. Đây áo khuy đồng dài tay đây. Khuy đồng dài tay nhá. Đen này, bẹ trắng này, nâu này, be này, cốm này, hồng. Áo khuy đồng dài tay nhá, 119. Con này là len nhiều cúc nhá. Len nhiều cúc 138. Đen này, be này, nâu này, xanh ngọc này. Với cả màu cốm, à màu rêu nhá, 138. Rồi. Thôi mai em lại nhá. Ui ngứa đầu lắm, thôi em đi, em hôm nay cho em nghỉ sớm nhá. Mai ơi, sơ mi sọc nhiều màu còn không có đây em ơi. Còn mỗi có hai cái thôi, còn hai cái thôi. Đây sơ mi nhiều màu đây, 130 nhá. Sơ mi nhiều màu 130, cái này mặc quần sóc bò cực kỳ đẹp luôn. Để, nhưng mà còn có hai cái thôi, mặc cũng chả bỏ. Đấy. Ok, khuy dài hồng 119. Áo đen treo dù. Áo đấy đây chị ơi, em không nhớ giá đâu. Áo này em còn một con áo nữa cơ. Ở đâu nhỉ? Có một con áo nữa cũng lưới nhưng mà lưới to. Đây. Em có hai loại cơ. Đây. Cái này là lưới to này. Đây là lưới nhỏ. Áo pha lụa lưới nhỏ, áo pha lụa lưới to, không nhớ bao tiền đâu. Cái này em nay em chưa có xem giá. Đấy lên live còn chưa kịp xem giá cơ. Thôi, mai đi, hẹn các chị mai đi. Quần leggy là quần gì? Quần hôm nay em không có sẵn rồi chị ơi, hôm nay có quần. Thôi nhá. Em cho em nghỉ sớm phát, hôm nay hẹn các chị tối mai. Các chị cứ chốt đơn đi, inbox cho em hoặc là tối mai chị vào xem lại dồn đơn nhá. Mai gọi cho đơn, cứ cho địa chỉ bình thường. Để xong để mai em gộp đơn và mai xong em đi hàng, các chị ngày kia đi hàng các chị nhá. Nhớ cho em là mai nhân viên gọi, nhớ phải nghe máy và cho địa chỉ. Em mới giữ hàng cho, nếu các chị không nghe máy không cho địa chỉ là bên em sẽ xả đơn đấy ạ. Được chưa? Ok, dâu tây rồi nhá. 65 cân vẫn vừa chị ơi. Bộ khuy bấm kệ Vương Thùy Linh. Các chị tham khảo ảnh mẫu nhá. Tí úp hết một lượt mẫu các chị vào tham khảo ảnh mẫu cho em nhá. Like nhiều khi nói. Vâng, hôm nay em cũng ý định hôm nay định nghỉ sớm ấy. Thôi nhá các chị ơi, em tắt like đi. Đầu em ngứa điên hết lên rồi, em phải đi gội đầu đi. Bye bye mọi người nhá. Áo giọt lệ đổi màu xanh. Ok được chị Tuyết Thanh ơi, mai gọi điện cho chị cứ thích đổi mỗi màu gì các chị báo nhân viên nhà em nhá. Bye bye mọi người. Em chung. Tắt like đi các chị ơi, mưa gió tí mất mạng này.